chương 1561, thư lấy đi. Hắn tử trung niên ngay cả phản kháng cơ bản cũng không làm được, đã bị Chu Phàm tóm lấy cánh tay, hắn tử trung niên lập tức a một tiếng hét thảm, giết người. Cứu mạng, ngươi đi đường đều nhìn tới, Chu Phàm hờ hững nói. Nhi Loan Ti làm việc, vừa nghe nói là Nhi Loan Ti, lập tức không ai dám tới gần nữa. Sắc mặt hắn tử trung niên lại trắng bệch, nếu hắn biết thư là muốn đưa cho người của Nhi Loan Ti, hắn khẳng định sẽ không làm, hắn cũng quyết nói ra tính danh địa chỉ của mình, chỉ là chu phàm căn bản không ngay, hắn vận chuyển chân khí đưa vào từ cổ tay hắn tử trung niên nhanh chóng chạy một lượt trên người hắn tử trung niên lúc này chu phàm mới buông tay hắn từ trong túi tiền lấy ra người đồng tiền đưa cho hắn tử trung niên thản nhiên nói đi đi lần sau đừng lại chuyên thư cho người không quen biết nếu không ngay cả mạng cũng không còn đâu vâng đạt tạ đại nhân hắn tử trung niên cầm tiền vội vàng chạy đi chu phàm xe người nhặt lá thư trên mặt đất lên hắn ngồi trên xe ngựa bảo mã phu tiếp tục đi tới thư viện xe ngựa chậm rãi khởi động chu phàm nhìn thứ trong tay hắn xâm mặt không vội mở thư chu phàm từ trong phù đại lấy ra một đạo phù dán lên phong thư hắn kiên nhẫn chờ sau khi phát hiện phù không có phản ứng lại đổi một đạo khác những cái này đều là phù dùng để kiểm tra ngươi truyền thư không có vấn đề nếu hắn có vấn đề sẽ không bị chu phàm thoải mái bắt được lại càng không dám để cho chân khí của chu phàm chạy trong thân thể hắn cho dù một tu sĩ có khả năng ẩn tàng chân khí của mình nhưng tuyệt đối sẽ không để chân khí của người khác thoải mái tiến vào trong thân thể hắn. Cái này tương đương với giao mạng cho đối phương, cho nên khả năng người truyền thư có vấn đề là cực nhỏ. Vấn đề là ở trên phong thư này, ai đưa thư cho hắn? Nếu không phải người truyền thư nói quên bộ dạng của người bảo hắn truyền thư, Trúc Phàm chưa chắc đã coi trọng như vậy. Từng đạo phù kiểm tra đều không có phản ứng, Trúc Phàm mới ngừng lại, hắn nghĩ một chút, vén màn xe ngựa, sau khi xác nhận đã ra khỏi thành, hắn mới bảo xe ngựa đi hơi lệch khỏi phương hướng thư viện, nếu là bình thường mã phu khẳng định sẽ không tình nguyện thậm chí là đòi thêm tiền nhưng hắn vừa rồi đã nghe thấy chu phàm và người truyền thư nói chuyện biết vị này là đại nhân của nghi loan ti hắn chỉ vội vàng dạo một tiếng đợi cho tới biên giới ngoài thành mà đội tuần tra trong thành tuần tra chu phàm mới số xe ngựa cũng cho thêm mã phu một số tiền sau đó mã phu lái xe ngựa rời đi chu phàm nhìn chung quanh một chút thân ảnh của hắn nhấp ngáng thi triển thân pháp cấp thuấn di rời khỏi nơi này như vậy cho dù trong chỗ tối có người theo dõi hắn cũng không thể đuổi kịp bước chân của hắn đổi phương hướng mấy lần ở hoang dã sau khi xác nhận an toàn Chu phàm mới dừng chân hắn lại lấy ra lá thư hắn hoài nghi đây là một bức thư mang theo ác ý nếu không cũng sẽ không làm thần thần bí bí như vậy Chú phàm lại suy tư một lần nghĩ tới những người đối địch có thể truyền thư hắn không nghĩ nữa mà là vũ vỗ, vỗ đầu nói tiểu quyền mau ra đây trên đầu chọc của hắn chui ra tóc đen xì tóc đan vào tạo thành một người nhỏ tiểu quyền từ trên đầu chu phàm nhảy xuống ngồi trên vai chu phàm duỗi lưng, lười biếng nói: "Chủ nhân, ta vừa mới ngủ, ngươi gọi ta làm gì? Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền ta ngủ." Chu Phàm tức giận nói: "Cho ta 6 tiểu tiểu quyền." Tiểu quyền ở một tiếng, phân ra một sợi tóc, lập tức phân hóa thành tiểu tiểu quyền. Chu Phàm đưa thư cho tiểu tiểu quyền, bảo bọn họ mở. Mà Chu Phàm thì mang theo tiểu quyền lui lại mấy chục bước, khóc mắt tiểu quyền ừng đỏ nói: "Chủ nhân, sao ngươi có thể cứ bắt các hài nhi của ta làm loại chuyện nguy hiểm này vậy? Được rồi, cho ngươi thêm một cái chân vịt, Trúc Phàm nhìn chăm chằm động tác của Tiểu Tiểu Quyền, hờ hững nói: "Các con." Động tác nhanh nhẹ lên, Tiểu Quyền lập tức vui vẻ ra mặt, nào con thần sắc lo lắng bi thương vì Tiểu Tiểu Quyền. Các tiểu tiểu quyền phân công hợp tác, bốn tiểu tiểu quyền mỗi đứa một góc nâng phong thư lên, mà hai tiểu tiểu quyền còn lại thì xé miệng thư, lấy ra một tờ giấy, Trúc Phàm không bì tới, mà là bảo tiểu tiểu quyền nghiêm túc đọc thư, sau đó thì bảo bọn họ chạy về. Chỉ số thông minh của các tiểu tiểu quyền không cao, cũng không biết chữ, nhưng tiểu quyền thì biết các tiểu tiểu quyền dung nhập vào trong thân thể của tiểu quyền tiểu quyền nhắm mắt dung hợp ký ức của các tiểu tiểu quyền hiện tại nàng đã có thể quyết định có dung hợp ký ức của các tiểu tiểu quyền hay không bằng không một lần phóng ra quá nhiều tiểu tiểu quyền nhận nhiều hình ảnh ký ức như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy đau đầu đợi sau khi tiểu quyền mở mắt chu phàm mới hỏi trong thư viết gì chương một nghìn năm trăm sáu mươi hai thư lấy đi hai tiểu quyền đọc ra chữ trên thư ngươi cam đầu của ta phải trả lại nếu không cho dù ngươi là phủ sứ của nghi loan tị ta cũng sẽ giết người. Sắc mặt Chu Phàm lạnh lùng, nhưng hắn thấy Tiểu Quyền ngừng lại, nhíu mày hỏi, khẽ thôi à. Tiểu Quyền suy nghĩ một chút nói, chỉ có một hàng chữ, có điều giới thư còn viết một dãy số, là 3288, 3288. Chu Phàm nhíu mày, đây là có ý gì? Chu Phàm rụt xe đi tới, cúi đầu nhìn thứ trên mặt đất. Tất cả đúng như Tiểu Quyền nói, một câu cộng thêm một dãy số. Chu Phàm bấm tay búng một cái, thiêu hủy giấy viết thư, hắn xoay người chạy về thư viện hắn đang nghĩ con số này là có ý gì người đó lưu lại con số mặc danh kỳ diệu này khẳng định là cho rằng chu phàm có thể nghĩ ra mà con số này lại có liên quan tới thứ mà người đó cho rằng chu phàm đang cầm của hắn chu phàm không ngừng nghĩ hắn rốt cuộc cầm thứ gì của người đó cho đến khi sắp đến thư viện chu phàm đột nhiên ngừng lại sắc mặt lộ ra một tia cả kinh hắn nghĩ ra rồi ở ma mộc thụ hại hắn từng bị một tu sĩ đạo cảnh ngồi trên xe ngựa quỷ dị đuổi giết về sau là hắc long phụ thân giúp hắn giết tu sĩ đạo cảnh đó mà lúc ấy hắn từ trên người tu sĩ đạo cảnh tìm ra một tấm lệnh bài trên tấm lệnh bài một mặt khác thọ quỷ một mặt viết một dãy số chính là 3288. Điện này đã qua được một đoạn thời gian rất dài nếu không phải cẩn thận nhớ lại hắn đúng là không thể nhớ ra sắc mặt hắn trầm trọng nếu đúng là đồng bạn của tu sĩ đạo cảnh đó vậy rất có khả năng cũng là tu sĩ đạo cảnh tu sĩ đạo cảnh cảnh giới mà ngay cả tứ chân sư cũng chưa đạt tới không có hắc long phụ thân hỗ trợ cho dù là chu phàm hiện tại cũng không dám bảo đảm mình có thể giết chết một tu sĩ đạo cảnh dẫu sao chiến đấu trình độ đó có chút vượt quá tưởng tượng của hắn chu phàm lại nghĩ Người viết thư đó muốn hắn trả lại gì lúc ấy hắn đã sớm ném đi lệnh bài có được trên người nam tử áo đen thư đáng giá cũng chính là ba bình hóa nguyên đan trung đồng và một hộp cỗi hóa nguyên đan thì hắn bán cho vạn bảo các rồi trung đồng và hộp cỗ thì vẫn còn tuy trung đồng quý giá nhưng chu phàm vẫn nghiêng về người đó là muốn hộp cỗ bị cửu linh hoàn phù văn khóa lại hơn Chu Phạm hơi nhướng mày, phù sư của Vạn Bảo Các từng nói cấm chế cửu linh hoàn phù văn là rất khó loại bỏ, loại cấm chế này là chạm một vòng là chín vòng cùng động, nếu không có chìa khóa, rất khó loại bỏ cấm chế trên hộp gỗ. Nếu không hắn đã sớm loại cấm chế, lấy thứ trong hộp gỗ ra rồi, không thể biết trong hộp gỗ rốt cuộc có gì. Vậy thì đừng đoán nữa, như người này làm thế nào mà biết hộp đó ở trên người ta? Mặt Chu Phạm lộ vẻ nghi hoặc, biết hắn có hộp này cũng chỉ có mấy người của Vạn Bảo Các, mà Vạn Bảo Các lại là sản nghiệp của nhà Lý Cửu Nguyệt và trùng nương theo lý mà nói. Mấy người đó không thể lắm mùng, nói lung tung khắp nơi. Hà năng bên vạn bảo các để lộ bí mật là rất thấp, nhưng người này làm thế nào mà biết được. Mắt Chu Phàm đột nhiên thắt lại, hắn nghĩ tới một khả năng, là hộp đó có ấn ký truy tung gì sao. Lúc trước tu sĩ đạo cảnh trên xe ngựa quỷ dị đó chính là một mực đuổi theo thương đội tiến vào biển cây. Hắn mới đầu cho rằng là tu sĩ đạo cảnh đó có bản sự tìm người đặc thù, trên thực tế tu sĩ đạo cảnh đó cũng có loại bản sự này nhưng cũng không có nghĩa là hộp không có vấn chu phàm tự nhận không phải kẻ ngu dốt lúc trước sau khi hắn có được cái hộp đó đã cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận hộp không kèm theo bất kỳ vật truy tung nào về sau hộp này đã được phù sư của vạn bảo các kiểm tra nếu có phù văn truy tung hắn đã sớm nhắc nhở chu phàm hiển nhiên ngoài mặt hộp không có vật truy tung nhưng bên trong hộp thì sao bên trong hộp có lẽ cất giấu một số vật phẩm truy tung dẫu sao hộp không mở được hắn không thể kiểm tra bên trong rốt cuộc đựng gì chu phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác nếu bên trong hộp có dấu truy tung vậy vì sao qua lâu như vậy mới có người tìm tới cửa bị gì đó trì hoãn hay là suy đoán đáng tin cậy hơn có lẽ là phải ở cự ly nhất định mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của hộp lời nói người đó lưu lại trên thư hiển nhiên đã biết thân phận nhi loan ti của ta thậm chí mấy ngày nay một mực đang nhìn chằm chằm ta trúc phàng nghĩ đến đây liền toát mồ hôi lạnh chỉ là vì sao hắn không động thủ mà lại trực tiếp viết một phong thư để bại lộ sự tồn tại của mình hắn sợ nhi loan ti hắn lo lắng trong nhất thời không bắt được ta dẫn tới cao thủ đạo cảnh của cao tượng thành hay là cả hai nguyên nhân chương 1563 cô nương bên cửa sổ sở dĩ hắn lo lắng không bắt được ta là vì người đó tạm thời vẫn chưa rõ vì sao đồng bạn của hắn lại chết ta ở trong đó sắm vai nhân vật gì cho nên hắn mới trực tiếp viết một phong thư tới chính là để thăm dò phản ứng của ta hiện tại không biết hắn rốt cuộc chỉ muốn bất động thanh sắc uy hiếp ta lấy lại cái hộp đó hay là ngoài muốn lấy vại hộp ra còn muốn thuận tay giết ta báo thủ cho đồng bạn trong đầu chu phàm hiện lên đủ loại suy nghĩ hắn về tới thư viện người áp chế đủ loại suy nghĩ này lại chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất bất kể người ôm suy nghĩ gì đã trồi lên mặt nước vậy nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt uy hiếp này trên thư không lưu lại phương thức liên hệ gì cũng không nói ta nên trả lại đồ cho hắn thế nào hắn khẳng định là đang chờ phản ứng của ta hoặc là trong khoảng thời gian ngắn sẽ lại liên hệ với ta ta phải mau chóng nghĩ ra biện pháp an toàn để giết hắn Chu Phàm rất nhanh từ ngoại viện tiến vào nội viện thư viện, hắn tin người đó không thể lẻn vào nơi như nội viện thư viện, Nhi Loan tì phủ, bởi vì nơi như vậy đều bố trí phù trận cử đại và theo dõi nghiêm khắc, nhất là nội viện thư viện, có cao thủ như Trọng Điền, người đó càng không có lá văn này, cho nên Chu Phàm ở nội viện là rất yên tâm, hắn hoàn toàn không cần lo lắng ở đây, vẫn bị tu sĩ đạo cảnh trốn trong chỗ tối đó theo dõi, hiện tại vấn đề là làm thế nào để giết hắn. Muốn giết một tu sĩ đạo cảnh, Chu Phàm có thể nghĩ đến ba biện pháp thứ nhất chính là tự mình ra sân. lúc trước hắn đã xem qua Hắc Long bám trên người hắn giết Tu sĩ đạo cảnh, cho nên vẫn có nắm chắc nhất định, và lại thân pháp cấp thuấn di của hắn chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị vây khốn. không đánh lại chạy trốn tuyệt đối không phải là vấn đề, nhưng tiền đề là cấp bậc của Tu sĩ đạo cảnh đó không thể quá cao. bằng không hắn khẳng định sẽ toi mạng. chênh lệch giữa Tu sĩ đạo cảnh chính là rất lớn, giống như Tu sĩ đạo cảnh mà Hắc Long giết, nàng từng nói đó chỉ là một cấp thấp nhất trong đạo cảnh, nếu thực lực quá mạnh, vậy sẽ rất phiền cho nên tự mình động thủ phiêu lưu quá lớn đây là hạ sách biện pháp thứ hai là giống như lần trước giống như hắc long mời chu tiểu miêu phụ thân hỗ trợ làm như vậy có lợi cũng có hại lợi là chu tiểu miêu phụ thân cho dù chỉ là thân thể hắn nhưng với kinh nghiệm và sự hiểu biết đối với tu sĩ đạo cảnh của chu tiểu miêu khẳng định có thể thắng được tu sĩ đạo cảnh đó Đương nhìn chu tiểu miêu ở trong mộng bị hắn bức cho phải sử dụng tiểu miêu tam thức nhưng đó là bởi vì cơ sở của hắn quá vững chắc một thân bản sự quá cường hãn mà Chu Tiểu Miêu bị áp chế ở võ thế đoạn không có nhiều thủ đoạn có thể dùng, nhưng dùng thân thể hắn thì lại khác, thân pháp thuấn di, long thần ngữ, Khô mộc thế, nguyệt hải thế, những thủ đoạn này tổ hợp lại dựa vào hiểu biết của Chu Tiểu Miêu đối với tu sĩ đạo cảnh, vậy thì không thể thua được, nhưng hại là ở chỗ sẽ bị phụ thân, phụ thân nhất định không phải chuyện tốt. Chu Phàm nghĩ đến đây, tim thắt lại, bất kể hắn đề phòng thế nào, nhưng những người dẫn dắt đó phụ thân ở trên người hắn đều khiến hắn kinh hồn táng đảo ai biết được chu tiểu miêu sẽ làm ra chuyện gì nhưng vẫn tốt hơn tự mình xuất thủ mạo hiểm một chút đây là chung sách biện pháp thứ ba là người một tu sĩ đạo cảnh xuất chu phàm có quen tu sĩ đạo cảnh nào không đương nhiên là quen trương lý lão thái gia viên hải đại sư của bạch tự tự trọng viện trưởng của thư viện đều là tu sĩ đạo cảnh hắn hiện tại tốt xấu gì cũng là người đứng ở bên thư viện cho nên nếu hắn mời trọng viện trưởng hỗ trợ trọng viện trưởng có khả năng rất lớn sẽ đáp ứng về phần trọng viện trưởng không thắng được tu sĩ đạo cảnh nó đây hoàn toàn là chuyện cười, trọng viện trưởng tốt xấu gì cũng là đệ tử của Thánh Nhân thư viện, tu sĩ đạo cảnh bình thường sợ rằng đều không thể là đối thủ của hắn, nhưng biện pháp này không phải không có vấn đề, vấn đề là ở chỗ người đó không biết khi nào thì xuất hiện, cho dù hắn trả một cái giá cực đắt mời trong viện trưởng xuất thủ, nhưng trong viện trưởng cũng không thể một ngày 12 canh giờ đều bảo hộ hắn. Chu Phàm nghĩ một chút, hắn sửa lại mạch suy nghĩ một chút. Đầu tiên biện pháp thứ nhất là vô pháp chi pháp biện pháp khi không có biện pháp, không đến thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không mạo hiểm tự mình động thủ mà biện pháp thứ hai và biện pháp thứ ba có thể kết hợp lại. Chu Phàm nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại linh cơ khẽ động, biện pháp thứ ba là mời tu sĩ đạo cảnh hỗ trợ, hắn chưa chắc đã phải chọn trọng điền. Hắn còn có một nhân tuyển thích hợp hơn. Chu Phàm đi một vòng quanh thư viện, hắn đầu tiên gặp Dạ Lai Thiên Hương. Chương 1564, đi được. Dạ Lai cô nương, không biết ngươi có thấy trùng nương không? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hiện tại tình cảm của ba nữ từ trùng nương, Dạ Lai Thiên Hương, Hồng Phi Tú rất tốt, cho nên chu phàm mới hỏi như vậy trong mắt dạ lai thiên hương lộ ra một tia hâm mộ nàng rất nhanh liền trả lời lý tỷ tỷ ở bên kia nghe khóa binh pháp dạ lai thiên hương lại chỉ cho chu phàm là giảng đường nào chu phàm cười cười cảm ơn một tiếng hắn vừa định xoay người rời đi nhưng dạ lai thiên hương lại gọi hắn lại dạ lai cô nương còn chuyện gì à chu phàm có chút kinh ngạc hỏi dạ lai thiên hương do dự một chút nói chu huynh ngươi từng nói vị hôn phu của lý tỷ tỷ là huynh đệ của ngươi lời đồn đáng sợ chu huynh và lý tỷ tỷ tốt nhất đừng đi lại quá gần nếu không sẽ dẫn tới phi nghị đây là nàng quan tâm ta sao nàng chắc không phải thật sự thích ta rồi chứ trong lòng chu phàm nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói đa tạ nhắc nhở ta sẽ chú ý tách ra với dạ lai thiên hương chu phàm vẫn đang suy nghĩ lời nói quan tâm đó của dạ lai thiên hương hắn cảm thấy có chút phiền não không phải nói dạ lai thiên hương không tốt mà là hắn không có bất kỳ cảm giác gì với dạ lai thiên hương rất nhanh hắn đi tới giảng đường mà dạ lai thiên hương nói hắn nhìn thấy trùng nương đang ngồi bên cửa sổ nghiêm túc nhìn về phía bục giảng ánh nắng ngày đông chiếu lây khuôn mặt trắng nõn đó của nàng giống như phủ lên một tầng quang mang mông lung thành khiết chú phàm trầm mặc nắm nhìn hắn thở dài một tiếng di rời tầm mắt chú phàm có xung động muốn say người rời đi nhưng thâm nghĩ trong lòng rời đi như vậy không phải đa chứng minh hắn chột xạ sao lúc này vị cô nương ở bên cửa sổ đang nhìn tới cười tươi với hắn lại chớp chớp mắt ý tứ là bảo hắn chờ một chút học sinh của lớp chưa giáp tùy thời có thể rời khỏi bất kỳ một giảng đường nào lý trùng nương đứng lên lễ phép hành lễ với vị giáo tập trên giảng đường lặng lẽ rời khỏi giảng đường sau khi lý trùng nương đi ra nàng cười hỏi chu đại ca ngươi là có việc tìm ta à chu phàm gật đầu nói trùng nương có thể có việc phải nhiều ngươi nhưng không biết có thích hợp không chúng ta vừa đi vừa nói lý trùng nương ừ một tiếng hai người chậm rãi đi trong ở nội viện hiện tại chính là thời gian lên lớp viện tử hành lang nội viện đều không có mấy người sáng sớm vào đông không khí lành lại lá khô vào mùa thu đã rụng hết ánh vào trong mắt đều là cảnh hoang vu của mùa đông nhưng lại có một phen thú vị khác chu phàm kể lại chuyện hắn gặp phải sau khi lý trùng nương nghe xong sắc mặt trở nên ngưng trọng nàng nhìn chu phàm hỏi chu đại ca ngươi còn nhớ tấm lệnh bài là bộ dạng gì không vừa rồi trong miêu tả của chu phàm không nhắc tới bộ dạng cụ thể của lệnh bài chính là một mặt là thọ quỷ một mặt khác là con số 3288. chu phàm giải thích Lý Trùng Nương nhìn chung quanh nội viện, sau khi xác nhận không có ai, nàng mới thấp giọng nói: "Nếu không nhầm thì có thể là diện thủ hội." Diện thủ hội? Chúc Phan giật mình, cái gọi là diệu thủ chính là ý tứ nam thiếp, tổ chức tổ chức này lại đặt một cái tên như vậy. Đây là một tổ chức thần bí một thực lực rất mạnh, theo ta biết, phàm là tu sĩ võ giả gia nhập tổ chức này đều là Diện thủ của tổ chức này, nói đến đây, hai má Lý Trùng Nương ửng đỏ. Chu Phàm giật mình, đều là diện thủ của một người hắn lại nghĩ tới tướng mạo âm nhu của tu sĩ bị hắn giết lập tức cảm thấy dùng mình nghe nói người yếu nhất của tổ chức này cũng là khí cương đoạn bọn họ tuyên bố với bên ngoài mình có năm ngàn diện thủ Lý trùng nương lại tiếp tục nói năm ngàn diện thủ thủ lĩnh của tổ chức đó chơi được hết à chú phàm yên lặng oán thâm một câu hắn vội hỏi vậy phong cách hành sự của tổ chức này thế nào vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn rất nhiều người đắc tội với diện thủ hội đều khó chết già trên mặt lý trùng nương lộ ra một tiêu vẻ lo lắng nếu đúng là diện thủ hội vậy việc này phiên rồi chu đại ca giết người của bọn họ lại cơm đồ của bọn họ đây không phải là trả lại thì có thể giải quyết sắc mặt chu phàm lạnh lùng nói nói cách khác bọn họ còn muốn lấy mạng của ta đối với điều này chu phàm sớm đã có dự đoán ly trùng nương an ủi có điều chu đại ca không cần quá lo lắng diện thủ hội phạm rất nhiều án nặng là tổ chức tà ác quan gia phải tiêu diệt bọn họ giấu đầu lòi đuôi không dám hiện thân sợ bị quan gia nhổ tận gốc hiện tại chu đại ca lại là phủ sứ của nghỉ loan ti cho dù bọn họ muốn giết chu đại ca cũng không phải dễ dàng như vậy chương 1565, đi được hai chu phàm lắc đầu nói ta không phải quá lo lắng trung nương ta muốn biết trần Tiên bối đã tiến vào đạo cảnh chưa thực lực của nàng thế nào trần Tiên bối trong miệng chu phàm chính là chân bác bì một mực đi theo trùng nương hắn vốn một mực suy đoán trần bác bì đã là tu sĩ đạo cảnh mời trần bác bì hỗ trợ so với tìm trọng điền luôn bận rộn thì dễ hơn một chút nhưng hắn không biết Trần Bác Bì có nắm chắc hay không. Lý Trung Nương cười nói, Chu đại ca cứ yên tâm, Bác Bì trầm thầm sớm đã tiến vào đạo cảnh, trên người nàng còn có mấy kiện khí cổ cường đại, tu thập một người của diện thủ hội, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta giờ gọi Bác Bì thầm thầm, để nàng ngày đêm trốn trong chỗ tối bảo hộ ngươi, như vậy nếu người đó dám xuất hiện, Chu Phàm lắc đầu nói, không cần như vậy. Ý của ta là người đó có thể sẽ liên hệ với ta để thu hồi đầu của bọn họ. Đến lúc đó, ta lại lập tức trần tiền bối tới giúp ta, giết chết hắn chân bác bị phải bảo vệ lý trùng nương nếu thực sự đến bảo hộ chu Phạm, vạn nhất bên lý trùng nương xảy ra chuyện gì chu Phạm không thể ăn nói với lý cửu nguyệt hắn chỉ cần vào thời điểm mấu chốt chân bắc bị tới hỗ trợ là được hoàn toàn không cần bảo hộ hắn cả ngày lý trùng nương nhíu mày ngài nói nhưng người đó chưa chắc sẽ liên hệ với chu đại ca hắn rất có thể sẽ trực tiếp tìm cơ hội tới giết chu đại ca đoàn lại thứ bọn họ muốn chu Phạm cười nói nếu hắn thực sự dám làm như vậy vậy đã không viết thư cho ta. Điều này chứng tỏ hắn không nắm chắc, hắn khẳng định sẽ liên hệ với ta, để ta trả đồ cho hắn, nhưng chỉ sợ vạn nhất hắn làm như vậy. Con mắt như hồ đông của Lý Trùng Nương chăm chú nhìn Chu Phàm. Chu Phàm di rời tâm mắt, nhìn về phía cây khô ở xa xa, hắn chậm rãi nói: "Trùng Nương, ngươi cứ yên tâm, cho dù hắn vạn nhất làm như vậy, ta cũng có biện pháp ứng nối Cho dù không giết được hắn, ta cũng nắm chắc đào tẩu được." Lý Trùng Nương do dự một chút nói: "Đã như vậy, trùng nương nghe chu đại ca nhưng chu đại ca đừng cậy mạnh nếu thực sự không ứng phó được vậy mau chóng dùng tư tức phù báo cho ta biết chu phạm gật đầu đáp ứng hắn bảo trùng nương về giảng đường học binh pháp sau khi lý trùng nương đi rồi hắn lại lang lạng nhìn cây khô đó cây khô còn lại vài chiếc lá cây màu nâu rung rung trong gió lạnh sắp dụng mà không dụng dường như muốn giữ lại thứ đã được định trước là sẽ mất đi đi dân thương thu không thích hợp với chu phạm hắn nhìn một lúc cảm thấy rất vô vị trở về tàng thư các kế hoạch đã được chế định như nhiều cũng vô ích, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, có điều lúc hắn sắp rời khỏi tàng thư các, lại có học sinh thư viện tới tìm hắn, "Chu sư huynh, có một người tên là Sầu Hầu ở ngoài viện chồng ngươi, giao tập bảo ta tới hỏi ngươi có muốn lập hắn không?" Tên học sinh đó cung kính nói. Học sinh của lớp chữ giáp là mạnh hơn học sinh lớp bình thường, cho nên học sinh lớp chữ giáp đều là sư huynh sư tỷ. Nghe thấy là Sầu Hầu tìm hắn, trên mặt Chu Phàm lộ ra nụ cười, sau khi thi xong, hắn đã tới Nam Tịnh thôn tìm Sầu Hầu hai lần cho nên sầu hầu cũng biết hắn đã chi được vào lớp chữ giáp chu phàm thu dọn đồ một chút rời khỏi tàng thư các đến cửa ngoại viện nhìn thấy sầu hầu không có tay trái sầu hầu vẫn giống như trước kia không có thay đổi gì hắn nhìn thấy chu phàm liên nhanh miệng cười cười chu phàm dẫn theo sầu hầu tới từ lâu ăn cơm sầu hầu ở nam tịnh thôn nhưng cũng đã tới cao tượng thành mấy lần cho dù không phải lần đầu đến nhưng cũng cảm thấy tò mò với cao tượng thành thỉnh thoảng lại quan sát người ra vào từ lâu hai người gặp lại đều rất cao hứng sầu hầu sau khi uống ba chén rượu, mới cười nói. Phàm, chủ yếu là muốn nói với ngươi, bạch hồng quán chúng ta chuyển đi rồi. Chuyển đi, hai hàng lông mày chu phàm nhíu lại, như hắn, nhìn thấy trên mặt sầu hầu không hề có vẻ chán nản, hỏi. Lúc trước không phải nói không truyền đi nữa à. Lúc trước Nam Tịnh Ngũ phái vì vậy mà nổi lên xung đột không nhỏ với Hà gia, vẫn là Chu Phàm ngẫu nhiên tham gia, đánh bại môn chủ Phi Sá môn, việc này mới kết thúc. Hiện tại vì sao đột nhiên lại muốn truyền đi? Hà gia trả giá rất lớn, không chỉ cho một khoản tiền di chuyển, còn cấp cho năm phái chúng ta vị trí thích hợp trong 17 thôn phụ thuộc của Cao Tượng Thành. Sầu hầu vui mừng nói. Kỳ thật bọn thái sư phụ cũng không muốn dung đột quá nhiều với Hà Gia. Có thể đặt chân ở thôn phụ thuộc khác, tiền cho cũng thích hợp. Năm phái chúng ta đều đáp ứng di rời. Chu Phàm nghe mà có chút kinh ngạc, hắn đã sớm biết mỗi một thôn đều một số địa bàn môn phái cố định, tông môn khác muốn đi vào, vậy cũng không phải dễ dàng. Chương 1566, dưỡng lão và phụ thân, hiện tại năm phái của nam tịnh thôn đã đáp ứng di rời vậy chứng tỏ hà gia đã giải quyết vấn đề địa bàn cho bọn họ xem ra là hà gia thấy mạnh bạo không được trực tiếp dùng tiền giải quyết chu phàm nghĩ đến đây rót một chén rượu cho dầu hầu hỏi vì sao hà gia nhất định muốn có được nam tịnh thôn trả giá lớn như vậy nếu chỉ dựa vào những lợi nhuận mà tông môn có thể có được đây là sinh ý lỗ vốn sau hầu gãi gãi đầu cười nói ta cũng không rõ lắm ta nghe bọn thái sư phụ nói hình như là hà gia muốn nâng đỡ một tông môn ở nam tịnh thôn sau này nam tịnh thôn thuộc về tông môn đó nói đến đây trên mặt sầu hầu lộ ra vẻ hâm mộ nếu bạch hồng quán có thể độc chiếm một thôn thì tốt rồi nhưng với thực lực của bạch hồng quán căn bản là chuyện không thể chu phàm nhíu mày một tông môn độc chiếm một thôn chuyện này ở trong 18 thôn phụ thuộc trước mắt chỉ có 3 thôn là tình huống như vậy đây không phải một chuyện đơn giản cho dù nam tịnh ngũ phái chuyển đi tông môn độc chiếm nam tịnh thôn đó cũng phải giữ được mới được nhưng nếu tông môn đó thủ được vậy tất nhiên có thực lực đuổi nam tịnh ngũ phái đi việc gì phải trả giá lớn như vậy phải biết rằng lúc trước phi xà môn cũng vẫn thiếu một chút sâu hầu ngươi biết tên của tông môn độc chiếm nam tịnh thôn đó không chắc không phải là phi xà môn chứ chu phàm lại hỏi sâu hầu ngây ra một thoáng nói chắc không phải phi xà môn bọn thái sư phụ nói phi xà môn đã sớm rời khỏi ca tượng huyện về vân tông môn đó tên là gì chúng ta cũng không biết có điều bọn thái sư phụ nói chắc là môn phái ngoại lai Chu Phàm hơi gật đầu không hỏi nữa, bởi vì hắn nghĩ đến, Hà Giang nguyện ý trả một cái giá cực đắt để Nam Tịnh Ngũ phái bàn truyền đi, có lẽ là những thế gia nhỏ sau lưng Nam Tịnh Ngũ phái đã làm ra thỏa hiệp. Lần này chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi. Không cần thiết nghiên cứu quá nghiêm túc, nói chung cũng không liên quan nhiều tới hắn. Hai người sau đó lại nói chuyện khác, sau khi rượu đủ cương no, Chu Phàm lại bảo Tiểu Nhị đóng mói hai cái chân vịt cho hắn. Sâu Hầu thấy vậy cười nói: "Ta Phàm, không ngờ ngươi lại giống như Tiểu Hải, thích ăn chân vịt như vậy đây là chuẩn bị cho tiểu gia hỏa hết ăn lại nằm nó hóe miệng chu phàm giật giật nghĩ hai người ra khỏi từ lâu sầu hầu nói còn phải vê chu phàm thưa một chiếc xe ngựa cho hắn bảo hắn trên đường cẩn thận một chút Sâu hầu nói với chu phàm chờ bạch hồng quán làm xong việc lại mời chu phàm tới chơi chu phàm cười đáp ứng xuống xe ngựa chậm rãi đi trước khi bóng đêm phủ xuống chu phàm hơi nhíu mày kỳ thật sầu hầu lúc này tới tìm hắn cũng không thích hợp bởi vì tu sĩ đạo cảnh ở trong chỗ tối có thể sẽ nhìn thấy một màn này từ đó lợi dụng sầu hầu làm một số chuyện gì đó hắn đang muốn sai người tìm một góc không người toàn thân đuổi theo ít nhất phải hộ vệ sầu hầu trở lại tông môn của mình hắn mới có thể yên tâm lúc đầu đi gặp sầu hầu hắn chưa chú ý tới vấn đề này gặp sầu hầu rồi mới nhớ tới mình sơ sót nhưng lúc này không gặp cũng muộn rồi chu đại ca không cần lo lắng hắn không ở gần đây thanh âm của lý trùng nương truyền vào trong tai chu phàm chu phàm kín đáo nhìn chung quanh mới ở một góc phát hiện lý trùng nương đứng phía sau nàng chính là Trần Bác Bì. Hiển nhiên Trần Bác Bì lợi dụng biện pháp của mình kiểm tra xung quanh thay Chu Phàm. Lý Trùng Nương khẽ lật đầu với Chu Phàm, không tới gần, mà là dẫn theo Trần Bác Bì xoay người rời đi. Bởi vì lúc này tới gần, nếu đột nhiên bị tu sĩ đạo cảnh trong chỗ tối đó phát hiện sự tồn tại của Trần Bác Bì, vậy rất phiền. Cho dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Trùng Nương hiển nhiên là lo lắng cho ta, cho nên mới sau khi ra khỏi thư viện, dẫn theo vị tu sĩ đạo cảnh Trần Bác Bì này đi theo ta. Chu phạm rất nhanh lên hiểu được na đối với ta tốt như vậy đó là bởi vì lý huynh Chú phạm lại nghĩ thầm trong lòng Chú phạm xoay người rời khỏi nơi này sương mù màu xám vẫn trước sau như một lợn lờ ở trên chuyên sau khi chu phạm xuất hiện ở trên truyền hắn đầu tiên là giải thích vấn đề thân pháp của du tứ quý cho thực phủ mấy ngày trước thực phủ đã kháng kích đoạn viên mãn hiện tại đang chuẩn bị tốc độ đoạn nhập môn trải qua chỉ điểm của chu phạm tối nay thực phủ xem như đã hiểu biết thấu triệt du tứ quý Chu Phàm cười nói chờ tiểu nha đầu có thân pháp cấp thuấn di vậy ở ngoài hoang dã cho dù gặp phải quái quyệt lợi hại không đánh lại cũng có thể bỏ chạy công dụng của thân pháp cấp thuấn di rất lớn thực phù gật đầu chương 1567 dưỡng lão và phụ thân hai có điều độ khó tu luyện du tư quý cũng không nhỏ nhưng may mà thiên phú của tiểu nha đầu được di truyền từ ta lại có đang dược triệu nhã trúc cho vấn đề không lớn chu phàm có chút đắc ý nhĩ chu phàm thực phù nói cho quả cầu lưu ly của ta có một vạn con sâu sám lớn, ngươi dùng hết của mình thì cứ lấy, một vạn con sâu sám lớn. Chu Phàm giật mình, hắn vội vàng nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, ta muốn xem quả cầu lưu ly của tiểu nha đầu. Chu Tiểu Miêu đang cầm kẹo đường, thay lưỡi ra liếm như mèo, nàng từ trong sương mù lấy ra quả cầu lưu ly của tực phủ, nàng nhìn một cái rồi báo ra con số, một vạn 657 con. Chu Phàm nghiêm túc hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta biết, ngươi tích được nhiều sâu xám lớn như vậy từ khi nào? lão phụ thân ta không ngờ không biết nữ nhi giấu nhiều tiền như vậy, đúng là quá không hợp cách. Trúc Phàm có chút vô cùng đau đớn nghĩ. Trúc Phàm vừa lo lắng tiểu nha đầu là về tới bên cạnh bạch lãnh tôn lợi dụng ma cô yêu để kiếm tiền, nhưng lo lắng nàng làm mạo hiểm đi săn bắn quái quỷ cấp bậc không thấp hơn. Do sao thực phù trong thời gian ngắn cũng tích được nhiều sâu sáng lớn như vậy? Thực phù giải thích, ta ở hoang dã đạt được một khối địa bàn tụ một đám trào tử quyệt dẫn treo chúng đi tranh địa bàn với quái quỷ khác, giết không ít quái quỷ mới ổn định được những sâu sám lớn đó đều là có được nhiều giết chết quái quyệt khi tranh đoạt địa bàn thảo tử quyệt chỉ là đàn quái quyệt cấp hắc quán nhưng bởi vì số lượng không ít rất khó đối phó trúc phàm ngẩn người nói ngươi có biện pháp khiến thảo tử quyệt nghe lời ngươi à trúc tiểu miêu nghe đến đây liền cười nhạo nói đây là thiên phú quyệt nhân chuyên xuống từ bên ma cô yêu ngươi là cũng quá không hợp cách đương nhiên cũng có liên quan tới khai phá thiên phú quyệt nhân của nàng nếu không cũng không thể khống chế một đàn một quái quyệt cấp hắc oán đúng là giống như nàng nói thực phù gật đầu nói có điều loại thiên phú này chỉ ta và mẹ có mà cô yêu bình thường khác không có có thể khống chế một đàn quái quyệt muốn liệp sát quái quyệt quả thực quá thoải mái chỉ cần để đàn quái quyệt đánh cho quái quyệt nửa chết nửa sống rồi giao cho tiểu nha đầu tiểu nha đầu đến kết liễu chu phàm nghĩ đến đây có chút chột dạ hắn vẫn nghĩ mình phải nuôi nữ nhi chắc không phải ngược lại là nữ nhi nuôi mình chứ dẫu sao với tốc độ thu hoạch sâu xám lớn của tiểu nha đầu thực sự quá khủng bố không được ta cũng phải nỗ lực mới được ta không thể con trẻ như vậy đã để nữ nhi nuôi. Chu Phàm không muốn tiểu nha đầu ngươi mình, Chu Phàm lại giận dò, có điều tiểu nha đầu, ngươi đừng cậy mạnh, nếu gặp quái quỷ quá lợi hại đến đạt địa bàn của ngươi, vậy mau chóng vứt bỏ những quái quỷ đó chạy trốn đi, đúng rồi, ngươi lần đây có về chỗ mẹ ngươi xem thử không? Chu Phàm nhắc tới chuyện này, tức phu vẻ mặt ảm đạm nói, ta quay về hai lần rồi, nhưng mẹ không muốn gặp ta, hạ lệnh cấm, không cho ta bước vào địa bàn của ma cô yêu. Bạch Lãnh Tôn làm như vậy chính là hợp ý ta, nhưng xem ra tiểu nha đầu vẫn không bỏ được bạch lãnh tôn và các ma cô yêu chu phàm thở dài một tiếng ăn ủi thực phù vài câu hắn mới lại nhìn về phía chu tiểu miêu ngồi liếm kẹng đường ở cạnh bàn ngươi muốn phụ thân ở trên người ta không đây là một khâu đối phó tu dĩ đạo cảnh trong chỗ tối của chu phàm trong mắt chu tiểu miêu lộ ra vẻ khác thường nàng không ngờ chu phàm lại chủ động nhắc tới việc này nhưng nàng không lên tiếng chỉ nhìn chu phàm ý bảo chu phàm nói tiếp trong mắt thực phù lộ ra lo lắng nàng biết phụ thân là có phiêu lưu Ngươi yên tâm, Chu Phàm thấp giọng nói với thực phù một câu, mới lại nói với Chu Tiểu Miêu, "Trước khi phụ thân, ta muốn nói với ngươi một số quy củ, những quy củ này là ta và hai người dẫn dắt trước định ra, nếu ngươi có dị nhị, vậy coi như ta chưa nói." Chu Phàm nói, lại quy củ phải lập đạo thệ, theo với truyền, cũng không thể làm bất kỳ chuyện thư tổn gì tới hắn, về phần nói không được dùng bất kỳ thứ gì trên người hắn, ở trên người Triệu Nhã chúc đã chứng thực là người dẫn dắt sẽ không thể đáp ứng, cho nên Chu Phàm không nhắc tới. Những cái này không thành vấn đề. Chu Tiểu Miêu suy nghĩ một chút nói: "Quy củ thì ta có thể tuân thủ, hiện tại nói điều kiện của ngươi đi." Chu Tiểu Miêu rất hiểu, quy củ thì quy củ, nhưng không thể nàng tân thủ quy củ thì Chu phàm cho làng phụ thân miễn phí, trên đời không có chuyện tốt miễn phí, nếu có, vậy vì sẽ có cái giá lớn hơn chờ ngươi. Một yêu cầu và 5 vạn con sâu xám lớn. Chương 1568, dưỡng lão và phụ thân ba, Chu phàm mở miệng nói: "Một yêu cầu chính là, khi cho người phụ thân sẽ có một tu sĩ đạo cảnh muốn giết ta, Ngươi giết hắn cho ta trước, đó mới có thể làm chuyện của mình." Chu Tiểu Miêu bình tĩnh hỏi, "Tu sĩ đạo cảnh trình độ gì?" "Không biết, thậm chí có phải tu sĩ đạo cảnh hay không ta cũng không biết." Chu Phạm lắc đầu nói. "Nhưng trình độ của hắn sẽ không cao, nếu không thắng được, ta cho phép ngươi đào tẩu thay ta." Sau khi Chu Tiểu Miêu nghe xong, cười khẩy nói, "Ta hiểu rồi, ta làm đà thủ cho ngươi, trái lại còn phải thanh toán 5 vạn con sâu xám lớn cho ngươi. Ngươi cảm thấy trên đời sẽ có chuyện tốt như vậy à?" Có Chu Phàm bình tĩnh nói, đừng vọng tưởng, ta sẽ không đáp ứng. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, muốn ta giết người cho ngươi, nên là ngươi cho ta 10 vạn con sâu sám lớn mới đúng. Về phần ngươi hứa sau khi ta giết tu sĩ đạo cảnh có thể làm chuyện của mình, như ngươi cho rằng khi mượn thân thể của ngươi thì dễ giết được tu sĩ đạo cảnh như vậy à? Và nhất giết rồi lại lãng phí hết thời gian phụ thân của ta thì sao? Chu Phàm nhớ mày nói, ngươi muốn như thế nào mới hợp lý? Ngươi cho ta 10 vạn con sâu sám lớn, vào thời điểm mấu chốt ngươi có thể để ta phụ thân ở trên người ngươi. Giết tu sĩ đạo cảnh đó, về phần sau khi giết xong tu sĩ đạo cảnh, còn lại bao nhiêu thời gian? Cũng là chuyện của ta. Chu Tiểu Miêu đề xuất yêu cầu của mình, hơn nữa chỉ sợ ngươi không rõ, hiện tại ngươi mới là võ thức đoạn, đó chính là một tu sĩ đạo cảnh thực lực không rõ, một khi xử lý không tốt, ngươi sẽ chết. Mà ngươi có thể dựa vào chỉ có sự phụ thân của ta. Chu Phàm lắc đầu cười nói, ngươi mới không rõ ngươi cho rằng ta chưa từng thấy tu sĩ đạo cảnh à. Ta có lòng tin cho dù ta không thắng được, đào tao vẫn không thành vấn đề, hơn nữa để ngươi phụ thân, chỉ là một thủ đoạn đề phòng vạn nhất, chưa chắc đã dùng tới ngươi, cho nên giá vẫn là giá đó. Năm vạn con sâu xám lớn và điều kiện đó đều sẽ không thay đổi, nếu ngươi không muốn thì thôi. Đương nhiên trước khi ngươi hoàn thành phụ thân, năm vạn con sâu xám lớn không cần đưa ta trước, dẫu sao ta cũng không biết có thật sự cần sự hỗ trợ của ngươi hay không. Chu Tiểu Ngưu trở nên châm mặc, Nàng có muốn phụ thân không? Đương nhiên là muốn, đây là một cơ hội để nàng thoát ly sự khống chế của truyền. Từ khi tỉnh lại, biết được lần này có thể phụ thân ở trên người người lên truyền, nàng một mực đang tìm hội thích hợp, nhưng thủy chung không tìm được, hiện tại Chu Phàm chủ động đề xuất, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng nếu cái giá phải trả và đạt được không bằng nhau, Chu Tiểu Miêu cũng sẽ không đồng ý. Sau khi suy nghĩ một lượt, nàng trầm giọng nói: "Không có năm vạn con sâu xám lớn, ngươi có thể gọi ta phụ thân." sau khi giải quyết sĩ đạo cảnh đó, thời gian còn lại đều là của ta. Ngươi nguyện ý đáp ứng thì đáp ứng, không muốn đáp ứng thì thôi. Chú Phàm thở dài một tiếng nói, kỳ thật nói không chừng ngươi phụ thân ở trên người ta, thuận lợi đào thoát thì sao? Đó đến lúc đó ngươi để lại sâu sám lớn ở đây cũng vô dụng, cho nên nói năm vạn con sâu sám lớn. Chu Tiểu Miêu cắt ngang lời Chu Phàm, cười khẽ nói: "Ngươi tưởng ta bị ngu à? Muốn thoát ly sự khống chế của thiền nào có dễ dàng như vậy? Nếu dễ, hai người dẫn dắt trước đã sớm chạy thoát rồi. đây chỉ là một lần thử mà thôi. khả năng rất lớn là ta sẽ không thể thoát ly sự khống chế của thiền. cho nên sâu sám lớn thì ngươi đừng hỏng. ngươi để ta phụ thân ta sẽ giúp ngươi. thời gian còn lại thì thuộc về ta. một lần giao dịch rất công bằng. chu phàm trầm ngâm một chút nói. được. vậy một lời đã định. kỳ thật hắn cũng hiểu. muốn dựa vào phụ thân lừa sâu sám lớn từ chỗ chu tiểu miêu. trừ khi là khi phụ thân không cần chu tiểu miêu hỗ trợ, mà là phụ thân đơn thuần mới có khả năng tiếp theo chu tiểu ngưu dựa theo yêu cầu của chu phàm thể với thiền dùng đạo tâm khởi thệ lập lời thề chỉ tiết khi phụ thân không thể thương tổn tới chu phàm tất cả tiền đề của lần giao dịch này đều được thành lập sau khi đạt thành mục đích ba người không nói nữa thực phù chu phàm tách ra di tu luyện mà chu tiểu ngưu không ăn kẹo đường nữa nhắm mắt dường như đang nghĩ gì đó chờ nàng lại mở mắt ra chu phàm và thực phù đã rời khỏi trên truyền chỉ hy vọng tu sĩ đạo cảnh đó đừng quá khó giải quyết sắc mặt chu tiểu mưu lạnh lùng mỹ nhất định phải một chiêu giết chết hắn. Như vậy mới có đủ thời gian thực thi kế hoạch thoát ly. Không ngờ phụ thân tới nhanh như vậy, kế hoạch thoát ly cũng phải chuẩn bị tốt mới được. Chương 1569, nhì sự, Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, hắn nhớ lại ước định đêm qua với Chu Tiểu Miêu. Đối với hắn mà nói, mới xem như là chuẩn bị vạn toàn, mai có tu sĩ đạo cảnh Trần Báp Bì này, trong có Chu Tiểu Miêu có thể phụ thân vào thời điểm mấu chốt, hiện tại phải xem người của diện thủ hội lúc nào thì tới tìm chỉ trong nháy mắt lại qua hai ngày hai ngày này tu sĩ có thể là đạo cảnh của diện thủ hội không có một chút dấu hiệu nào không viết thư càng không đột nhiên xuất hiện hắn đang chờ cái gì trong lòng chu phàm bỗng dưng có chút bực mình hắn nghe thuộc hạ báo cáo về án kiện 32 võ giả đã chất qua nhiều ngày như vậy án này vẫn không có bất kỳ manh mối tốt nào tất cả giống như đã đá chìm đáy biển chu phàm sông mặt không tức giận chỉ nghiêm lệnh cho thuộc hạ điều tra án này tiếp tục kiên nhẫn điều tra 32 võ giả đột nhiên chết ở trong thành án kiện lớn như vậy tất nhiên không thể dễ dàng kết thúc. Chu Phạm cũng không tin trên đời lại có án kiện không có dấu vết tìm ra. Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc, bởi vì cửa phòng không đóng, tiểu lại đến trước cửa gọi. Đại nhân, đã đến giờ rồi. Chu Phạm gật đầu, hắn rời khỏi nơi này vào phòng nghị sự của Nghi Loan Ti. Trong phòng nghị sự thẩm tĩnh và vấn đề đều đã tới. Chu Phạm mỉm cười chào hỏi hai người, hai người thẩm tĩnh cũng cười gật đầu nói chuyện với Chu Phạm. Chu Phạm không phải hạng người cậy tài khinh người vì vậy trong đoạn thời gian này ở chung với bốn vị tứ chấn sứ của cao tượng huyện Nhi lan ti cũng coi như là vui vẻ rất nhanh trương công công và hoàng bất giác cũng tiến vào phòng nghị sự từ lần trước áo công công phát sinh cãi nhau với hoàng bất giác không tới phòng nghị sự nữa chỉ thỉnh thoảng thấy đến Nhi lan ti bới móc thí dụ như số lượng sổ sách không rõ khiến những tham ngư như viên lập vĩ giả bay chó rủa tan kiện trục phàm phụ trách mấy ngày không phá hắn cũng cảm thấy sắc mặt áo công công trở nên bất thiện hắn động qua một đoạn thời gian nữa hắn cũng sẽ bởi vì phá án bất lực mà bị áo công công thượng tấu áo công công không có mặt bầu không khí trong phòng nghị sự cũng coi như thoải mái nói mấy câu nhàn thoại dần dần tiến vào chính đề năm người không phải mỗi ngày đều học mà là cách đoạn thời gian học một lần thương lượng một số vấn đề khó giải quyết sau khi thương thảo các loại sự việc xong rồi hoàng bất giác mới sắc mặt nghiêm lại nói đêm qua một thương đội của bạch gia ở trên xích đạo gần cao tượng thành gặp phải tập tích chỉ còn lại một người sống sót trở về hoàng bất giác nói ra những lời này bốn người chu phàm đều mắt lộ vẻ kinh ngạc trong năm nhà của cao tượng thành bạch gia thực lực không yếu thương đội của bọn họ khẳng định có đủ võ giả cường đại hộ vệ bảo đảm an toàn cho thương đội nếu ở hoang dã cách cao tượng thành quá xa xuất hiện vấn đề vậy không kỳ quái dẫu sao trên hoang dã chuyện gì cũng có khả năng phát sinh như xảy ra chuyện ở xích đạo cách cao tượng thành không xa loại chuyện này đã rất lâu rồi không phát sinh phụ cận ngoài thành thường xuyên được nghi loan ti chám quỷ viên kiểm tra bình thường gặp phải quái quỷ quá lợi hại đều sẽ lập tức nói với Nhi Loan Ti. Để Nhi Loan Ti nghĩ cách xử lý, điều này thật sự có chút bất thường, là người tập kích hay là quái quyệt tập kích? Thẩm Tĩnh mở miệng hỏi. Trong lòng Thẩm Tĩnh hoài Nhi là người tập kích, Hoàng Bất Giác nói: "Ngươi chạy về, khi thông qua kiểm tra ở cửa thành." Hắn không chịu nói gì, về sau người của Bạch gia gia mặt đón hắn về, mới sai người nói cho chúng ta biết, nói là quái quyệt không biết tên tập kích, không ngờ là quái quyệt tập kích. Bốn người Chu Phàm ngơ ngác nhìn nhau, Bạch gia liệu có nói dối không? Trương Công Công mặt lạnh nói. Hoàng bất giác gắc đầu nói. Cái này thì cũng không biết, bất kể thật giả, bên bạch gia đều là một kích nói là như vậy. Nhưng nếu là thật, vậy chúng ta gần đây phải cẩn thận một chút. Bảo trám quyệt viên của ti phủ đi điều tra cẩn thận vùng đó, xem có phát hiện tung tích của quái quỷ cường đại không. Văn đề vật đầu nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Thế ra trước nay không hy vọng Nghi Loan Ti chúng ta nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không cung cấp quá nhiều tin tức hữu dụng cho chúng ta nhất là nếu việc này là con người làng. Bên Bạch gia khẳng định hy vọng tự mình xử lý, bọn họ cũng không muốn nhiều chuyện. Sau khi Hoàng Bất Giác giải thích xong việc này, là thương lượng một số việc nhỏ với bọn Chu Phàm rồi kết thúc lần tập nghị này, chuyện thương đội Bạch gia bị tập kích, Ti phủ đã có quyết nghị, cũng không liên quan gì tới Chu Phàm. Hắn lại giống như thường ngày ngồi xe ngựa chạy tới thư viện, hiện tại hắn để ý nhất là người của diện thủ hội rốt cuộc lúc nào thì xuất hiện. Chương 1570, tối nay không ai ngủ, Phong cướp ngàn ngày quả nhiên phiền, nhưng trúc Phàm sớm đã hỏi qua Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu nói chỉ là một phong thư, rất khó có thủ đoạn gì thích hợp để hắn sử dụng phản truy tung đến người ló. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Nếu nói người của Diện Thủ Hội có khả năng xuất hiện nhất thì chính là khi hắn không ở Tỷ phủ và thư viện, cũng chính là ở trên đường hoặc khi hắn ở trong nhà mình. Nhưng đáng tiếc một ngày trôi qua, hắn qua lại giữa Cao Tượng Thành và thư viện lại bị bất kỳ ai ngăn cản. Buổi tối trở lại căn nhà mới thứ hai vừa mua. Chu Phàm lại rất kiên nhẫn dùng các loại biện pháp kiểm tra cả nhà một lần. Sau khi xác nhận không có ai trốn trong nhà hắn, lại bắt đầu bố trí phù trận. Từ khi cảm nhận được uy hiếp, Chu Phàm lại tăng thêm mấy đạo phòng ngự tại phù trận bố trí trong chỗ ở của mình. Cho dù hắn hiểu rằng nếu người đó muốn tới nhà tìm hắn, nên tới trước khi gửi thư mới đúng, không thể để hắn có đề phòng. Nhưng hắn vẫn không thể không phòng. Bố trí nhiều phù trận như vậy là vì phòng ngừa sau khi hắn mù xe tiến vào khôi hà không gian, người đó tới, hắn không thể tỉnh lại đúng lúc chu phạm biết người đó đã viết ra lá thư này không thể một mực không hiện thân hiện thân là chuyện sớm hay muộn mà thôi trừ khi người đó làm muốn khiến ta lâm vào trong khủng hoảng từ đó trận cước đại loạt nhưng khả năng này thật sự quá nhỏ chu phạm lắc đầu không ai có cơ hội đánh lén lại không dùng đi dùng chiêu số như vậy sau khi chu phạm bố trí đủ phủ trận hắn lại bảo tiểu quyền thật tiểu tiểu quyền ra tiểu tiểu quyền thuần thục phân tán trong những chỗ tối trên mái ngói hóc nhà tường vây một khi người đó xuất hiện cho dù có thể lặng lẽ loại bỏ phù trận bên ngoài nhưng tiểu tiểu quyền trốn trong chỗ tối cũng có thể lập tức đánh thức chu phàm đối với chu phàm mà nói chỉ cần hắn có thể tỉnh lại trong nháy mắt người đó xuất hiện vậy tất cả đều không có vấn đề chu phàm trước tiên ăn cơm chiều với tiểu quyền hắn lại bắt đầu một ngày tu luyện sau khi tu luyện xong thời gian đã đến hắn lại nằm xuống ngủ tu sĩ đạo cảnh đó chưa xuất hiện à sau khi chu phàm xuất hiện ở trên truyền chu tiểu miêu hiếm có mở miệng hỏi chu phàm biết không phải chu tiểu miêu quan tâm hắn mà là vì chỉ có tu sĩ đạo cảnh đó xuất hiện chu tiểu miêu mới có cơ hội mới có chu phàm lắc đầu Đôi cho đó đối phó với một võ giả luyện khí tam đoạn như ngươi cũng phải cẩn thận như vậy hắn đúng là làm mất mặt tu sĩ đạo cảnh chu tiểu miêu nói với vẻ khinh thường không cẩn thận thì đã chết rồi hắn có thể không cẩn thận sao chu phàm thầm nghĩ. hắn không để ý đến chu tiểu miêu mà là nói chuyện một lúc với thực phù mới bắt đầu tu luyện chỉ là mới tu luyện một lúc chu phàm cảm thấy một cỗ cảm giác kéo đi hắn hơi biến sắc rất nhanh liền phản ứng, bên ngoài đang có thứ gì đó đánh thức hắn, rất nhanh hắn đã bị kéo ra khỏi khôi hà không gian. Sương mù bùa tới Chu Phàm và Thực phủ. hắn có thể đã tới. Chu Phàm nhìn sương mù bùa tới, hô lên: "Chu Phàm, ngươi phải cẩn thận một chút." Thực phủ quan tâm nói. Hai người đều chỉ kịp nói ra một câu như vậy, đã bị sương mù bao phủ, rất nhanh biến mất khỏi truyền. Trên mặt Chu Tiểu Miêu lộ ra vẻ hư phấn tối, tới hay lắm, hy vọng thủ đoạn hậu bối chó này chuẩn bị không dùng được, vậy ta có thể ra ngoài rồi, trong nháy mắt chu phàm mở mắt hắn nhảy lên quan sát bốn phía hắn đặt một ngọn đèn có thể cháy cả đêm ở trên bàn đây là đề phòng khi tỉnh lại mắt không nhìn thấy gì cho dù là lục tức đều tăng thị lực của chu phàm gia tăng nhưng gia tăng này cũng không thể khiến hắn dạ thị càng không thể khiến thị lực của hắn có thể nhìn xuyên tường hắn nhìn bốn đạo phù dán trên sàn nhà không hề có dấu vết hư hao chứng tỏ phù trận không có vấn đề tiểu quyền chu phàm không buông lòng cảnh giác hắn sớm đã vươn tay cầm đao gì và phù đại đặt ở cạnh giường Tiểu Quyền, Chu Phàm lại gọi, "Địch tập." Một thanh âm mơ mơ màng màng rít lên sau lưng hắn, lúc này Chu Phàm mới phát hiện thì ra Tiểu Quyền một mực ngủ ở phía sau hắn, "Địch tập cái gì? Ngươi câm miệng cho ta." Chu Phàm cả giận, "Tiểu Hỗn đản này khẳng định là vừa tỉnh, không phải địch tập, chủ nhân ngươi đánh thức ta làm gì?" Tiểu Quyền dụi mắt hỏi, "Vì sao ngươi lại ngủ ở đây? Ngươi không phải luôn ngủ ở trên bàn a?" Chu Phàm vừa quan sát xung quanh vừa hỏi, bởi vì nếu có địch nhân Hắn khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện ta ở trên bàn. Vậy hắn khẳng định sẽ giết ta trước. Nhưng ta ngủ ở trên giường của chủ nhân. Hắn khẳng định sẽ đối phó chủ nhân trước. Tiểu quyền giải thích. Chu Phàm, chương 1571, tối nay không ai ngủ hai. Chu Phàm ở chỗ gần không có phát hiện gì. Hắn lại lập tức mở ra lục thức. Tất cả dường như lại có chút khang khắc. Hắn nói, đừng nhiều lời. Họ tiểu tiểu quyền của ngươi về. Xem bọn họ có phát hiện gì không. Hoàn cảnh này mắt không có tác dụng nhưng nhĩ tị lưỡng thức lại có thể mang tới tác dụng lớn chu phàm tu luyện chính là công pháp võ thức đoạn đỉnh cấp nhất cho dù chỉ võ thức sơ đoạn nhưng phạm vi của nhĩ tị lưỡng thức cũng không nhỏ mỗi hắn người được đủ loại khí vị nhưng chung quanh nhà không người được khí vị nhân loại xa lạ phạm vi tái khuếch tán đến mấy căn nhà phụ cận khí vị mỗi người được biến thành pha tạc cũng khó có thể phân biệt mà lỗ tai cũng nghe được đủ loại tiếng nói chuyện hàng xóm đều đang nói chuyện nhưng thanh âm nghe thấy quá nhiều tai rất khó phân biệt ra ai đang nói với ai đã không thể phân biệt chu phàm đóng nhãn nhĩ tị thiệt thân ngũ thức lại tất cả mới biến thành bình thường mặt hắn lộ vẻ ngương trọng các tiểu tiểu quyền lúc này đều dưới sự kêu gọi tiểu quyền chít chít chạy vội về tiểu quyền liếc tiểu tiểu quyền đứng thành hàng nói chủ nhân không nhiều không ít tổng cộng 58, bọn họ không thấy bất kỳ chuyện bất thường gì chu phàm chỉ khẽ gật đầu hắn bóc phủ trên sàn nhà xuống nhíu mày chủ nhân có phải ngươi phát hiện gì không tiểu quyền rụt xe hỏi rất kỳ quái hiện tại đã là đêm khuya vì sao bọn họ đều không ngủ trúc phàm cất phù vào trong phù đại cái này tương đương với giải trừ phòng ngự phù trận trong phòng mình thanh lâm hắn vừa rồi thông qua nhĩ thức nghe thấy quá tạp rất khó phân biệt được rõ bọn họ đang nói gì nhưng vì sao người trong những căn nhà ở phụ cận người đều không ngủ trúc phàm không rõ hắn cũng không thu lại phù trận phù phân tán trong phòng đẩy cửa nhảy lên mái ngói trúc phàm giật mình bởi vì không chỉ là những căn nhà ở phụ cận từ vị trí hắn đứng ánh vào trong mắt tất cả căn nhà của tu võ phường đều sáng đành gió lạnh vào thay trong một số căn nhà lờ mờ có thanh âm khóc thút thít chuyên đến Chú phạm lại mở ra lục thức chân của hắn nhẹ nhàng giâm một cái cả người lại nhảy lên hắn vốn đang ở mái ngói vừa nhảy lên cao liền nhìn thấy nhiều hơn khu dân cư vốn nên là tăm tối ở trong thành đại đa số đều đốt đèn vô số thanh âm hội tụ trong lỗ tai chu phạm sắc mặt chu phạm khẽ biến hắn lập tức đóng nhĩ thức lại cả người cũng đang chậm rãi hạ xuống mắt thấy sắp đạp vỡ nóc nhà mình nhưng khi hắn đề khí cả người lại nhẹ như chim yếm hạ xuống mái ngói lỗ tai hắn kêu ong ong khiến cho đầu hắn có chút choáng vắng. hắn lắc lắc đầu thính lực mới trở nên bình thường hắn cười khổng một tiếng vẫn là mới tiến vào võ thức đoạn kinh nghiệm không đủ vào hoàn cảnh thế này mà mở ra nhĩ thức mới xuất hiện loại tình huống này Trúc phàm đứng trên mái ngói mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ hắn vốn cho rằng mình tỉnh lại là vì có người tới hiện tại xem ra chưa chắc đã là như vậy trong thành đã xảy ra chuyện gì vì sao đèn nhà nào cũng sáng Chu Phàm lại mở ra nhĩ thức, lần này hắn khống chế nhĩ thức ở phạm vi nhất định, đồng thời không ngừng co rút lại, nghe thanh âm trong từng căn nhà sáng đèn ở gần nhà hắn, rất nhanh hắn nghe thấy tiếng một nam tử đang trấn an người nhà mình, hắn nghe một lúc liên nhíu mày, hình như là bởi vì gặp ác mộng. Nhưng vấn đề là một nhà năm người này đều gặp ác mộng, Chu Phàm không ngừng điều chỉnh phạm vi của nhĩ thức, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng khóc của các nhà các hộ, thảo luận đều là cùng một chuyện, bọn họ gặp ác mộng. Trong lòng Chu Phàm đứng trong gió lạnh đêm tối bốc lên hàn ý, hắn nhớ tới đèn đuốc cả thành trước mình nhìn thấy chẳng lẽ toàn bộ ngươi đã ngủ của cao tượng thành đều cùng lúc gặp một ác mộng nếu là như vậy cũng giải thích được vì sao hắn lại bị kéo ra khỏi khôi hà không gian hắn lại nghĩ tới hãi mộng tri hoàng của thiên huyễn tuyết sơn ở thiên huyễn tuyết sơn chỉ cần chìm vào giấc ngủ đều sẽ bị kéo vào trong ác mộng rất khó có thể tỉnh lại chẳng lẽ là quái quyệt đáng sợ đó của thiên huyễn tuyết sơn tới cao tượng thành chu phàm nhìn chung quanh bầu trời đêm trên đèn đuốc là một màng đen sì gió lạnh vù vù nhưng cũng khó có thể có nhiều phát hiện hơn đây không thể là hãi mộng chi hoàn nếu là hãi mộng chi hoàn sẽ hiện ra trong khôi hà không gian mà đây không phải Chú phàm rất nhanh liền phủ nhận suy đoán này của hắn bất kể là như thế nào chuyện đều có chút kỳ quái không biết bên nhi loan ti hay đã phát hiện được những biến hóa này chưa chu phàm cầm lấy tiêu tức phủ đang muốn thông trì phát hiện mình cho nhi loan ti phủ chỉ là tiêu tức phủ của hắn chưa phát đi lệ bài nhi loan ti của hắn lại sáng lên quang mang màu bạc chương 1572, tác mộng quanh quần không tan Chúc Phàm cầm lấy tuyện bài nghi loan ti liếc một cái, đây là tín hiệu ti phủ gọi hắn, nếu hắn không hưởng ứng, lệnh bài có thể sẽ phát ra âm thanh để nhắc nhở hắn. Chúc Phàm ấn nhẹ vào một phù tuyến của lệnh bài, quang mang màu bạc tiêu tán, hắn cất lệnh bài và tiêu tức phù vào trong phù đại, nhảy xuống nóc nhà. Trở về phòng lấy một vài thứ, mới bảo Tiểu Quyền tiến vào thân thể hắn, chạy tới phương hướng nghi loan ti phủ. Tiểu Quyền, vừa rồi ngươi có gặp mộng kỳ quái gì không? Chúc Phàm vừa đi vừa yên lặng hỏi, hắn ở trong khôi hà không gian, không bị ác mộng xâm nhiễm chỉ chịu ảnh hưởng mà bị bước ra khỏi khôi hà không gian tiểu quyền thân là quái quyệt thì sao có ta mơ thấy chân vịt mỗi ngày ăn không no chân vịt khiến ta ngày nghĩ đêm mơ chu phàm xem ra quái quyệt là không chịu ảnh hưởng đêm khuya chỉ có từng đội tuần tra tuần tra trên đường phố chu phàm đi qua khi bị hỏi thì lấy ra lệnh bài tự giới thiệu vì thế hắn cũng mất một chút thời gian mới đến được nhi loan ti phủ nhi loan ti phủ ngày đêm vận chuyển cho dù là đêm khuya cũng sáng như ban ngày đại nhân hoàng đại nhân nói nếu ngươi đến thì lập tức đến phòng nghị sự tiểu lại ở cửa thấy chu phàm tới lập tức bước lên phía trước nói chu phàm ư một tiếng hắn tới phòng nghị sự trong phòng nghị sự chỉ có hoàng bất giác trương công công ngồi đi chờ bọn họ tới rồi cùng nhau nói chuyện hoàng bất giác nhìn chu phàm vẻ mặt lo lắng nói chu phàm khẽ lật đầu rất nhanh thẩm tĩnh và văn đề đều đi vào phòng nghị sự hoàng bất giác thấy người đủ rồi mới trầm giọng nói ta và trương công công hôm nay trực đêm ba người các ngươi vừa rồi có bừng tỉnh từ trong ác mộng không trên mặt chu phàm lộ ra dị sắc hắn lập tức nói vừa rồi ta đang tu luyện chưa ngủ chu phàm chỉ có thể nói như vậy hắn không thể nói mình đang ngủ không thấy mộng như vậy càng khó giải thích bốn vị tư chấn sứ đều đồng loạt nhìn chu phàm một cái bọn họ thâm nghĩ đã là giờ này rồi còn tu luyện đúng là quá chăm chỉ chẳng trách có thể đạt được khôi thủ đại khảo khóa này bọn họ cũng không nghĩ nhiều dẫu sao võ giả thức đêm tu luyện cũng không phải không có thẩm tĩnh cười khổ nói ta ngủ gặp ác mộng, loại cảm giác này rất lâu rồi chưa thấy. A Di Đà Phật. Bân Tăng cũng gặp ác mộng. Văn Đề cũng nói như vậy. Dạng ác mộng gì? Chu Phàm hỏi. Thẩm Tĩnh và Văn Đề miêu tả đơn giản ác mộng mà bọn họ gặp với Chu Phàm. Nhưng ác mộng của hai người không có chỗ nào quá độc đáo, hơn nữa cũng không giống nhau. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Vào đi, Hoàng bất giác mở miệng nói. Đẩy cửa vào là hai phù sư trong phủ ti, sắc mặt bọn họ nghiêm túc. Đại nhân, tình huống đã thống kê ra rồi. Hai phù sư chắp tay hành lễ với bọn Trúc Phàm. Vừa rồi sở dĩ năm người không thảo luận gì nhiều, là vì đang đợi người phía dưới thống kê tình huống. Nói đi, Hoàng Bất Giác bình tĩnh nói. Một trong hai phù sư nói: Người của chúng ta bộ khoái huyện nha trong thời gian ngắn đã điều tra, phát hiện có rất nhiều người cùng lúc gặp ác mộng, bị ác mộng khiến cho bừng tỉnh. Nguyên nhân thì tạm thời không rõ, phạm vi bao phủ người hai phường bốn khu của Cao Tượng Thành, cho tin tức từ 18 thôn phụ thuộc vào thư viện, Bạch Tượng tự phát đến, mai thành không chịu ảnh hưởng tác mộng bao phủ một thành cho dù sớm đã có suy đoán nhưng sau khi xác nhận vẫn khiến sắc mặt nam người chu phàm khẽ biến nhân khẩu của cao tượng thành đạt tới hơn trăm vạn mà đại bộ phận người đều gặp ác mộng khi ngủ bọn họ không thể không cảm thấy ngạc nhiên trương công công thay thầy nói nhưng có thương vong không phù sư trả lời chúng ta vẫn đang điều tra bây giờ vẫn chưa thể biết được cao tượng thành quá lớn cho dù nghi loan ti toàn lực vận chuyển nhưng cũng không phải lập tức có thể điều tra rõ ràng tất cả. Bảo đội tuần trang ngoài thành phân ra một bộ phận nhân thủ tiến vào, mau chóng điều tra rõ chuyện này cho ta. Có bất kỳ phát hiện lớn gì cũng phải lập tức báo cáo, không kịp thì dụng tiêu tức phủ. Hoàng bất sắc hạ lệnh, còn nữa chính là bảo phù sư và thám quyền phiên trong phủ mau chóng đưa ra một cách nói hợp lý, ta muốn biết chuyện này là sao. Hai phù sư mang mệnh lệnh mà đi, văn đề nghiêm túc nói. A Di Đà Phật, có thể khiến người của một đều gặp ác mộng khẳng định là một hoặc một đám quái quyệt vô cùng lợi hại tiến vào trong thành mà dẫn tới quái quyệt như vậy chắc không nhiều lắm Người trong phủ rất nhanh có thể tra ra là loại quái quyệt nào làm thẩm tĩnh nhíu mày nói chủng loại quái quyệt quá nhiều không ai có thể nhận được rõ tất cả quái quyệt nhưng có điển tịch để tra bình thường đều có thể tra ra là loại quái quyệt nào làm chương 1573, án mạng xuất hiện trương công công nói phù tường của cao tượng thành và phù trận bố trí dưới lòng đất nếu như bị kích động người của chúng ta khẳng định sẽ biết nhưng hiện tại lại không có ai báo cáo, nói cách khác quái quyệt đó có thể tránh được phòng ngự của chúng ta tiến vào trong thành. Hoàng bất giác lắc đầu nói, cao tượng thành phòng ngự nghiêm mật, nhưng cũng không phải nói không có lỗ hồng, nếu không trong thành sẽ không phát sinh sự kiện quái quyệt tập kích. Nói là nói như vậy, nhưng chưa từng gặp phải tình huống ác mộng quy mô lớn như vậy, nó có thể dẫn phát ác mộng quy mô lớn. Ai biết được liệu có thể ở trong mộng giết những người đi vào giấc mộng không? Nếu là như vậy, cao tượng thành phế rồi, phải trước khi trời tối ngày mai, tìm được nó, Trương Công Công lại nói. Trúc Phàm bỗng nhiên nói. Liệu có liên quan tới uy hiếp của người đeo mặt nạ lúc trước không? Những lời này vừa được nói ra, sắc mặt tứ chân sứ đều nghiêm lại, bởi vì uy hiếp trong tôn ảnh phù mà người đeo mặt nạ lưu lại chưa được bao lâu. Đã phát sinh chuyện như vậy, nếu đúng là người đeo mặt nạ gây nên, vậy hắn khẳng định sẽ còn hậu thủ, hoặc là phát đến tồn ảnh phù uy hiếp hoặc là thủ đoạn khác. Văn Đề mở miệng nói. Trương Công Công liếc hoàng bất giác một cái, hỏi, bên trên rốt cuộc làm sao vậy? chúng ta xin án tông hồ sơ vụ án của tổ chức đao mặt nạ vì sao lâu như vậy vẫn chưa trả lời từ sau khi và phải uy hiếp trong tồn ảnh phủ của người đao mặt nạ đê nhi Ti ngay lập tức xin hồ sơ điều tra về tổ chức đao mặt nạ nhắc tới việc này hoàng bất giác giận dữ nói không biết vì sao một mực không đáp lại nếu là bởi vì việc này mà xuất hiện vấn đề bên tổng phủ nhất định phải gánh trách nhiệm trương công công nhíu mày nói đợi lát nữa ta dùng quan hệ bên hoàng cung hỏi thử không đưa ra trả lời gì vậy việc này khẳng định tồn tại vấn đề chẳng lẽ là bên tổng phủ có người che chở cho tổ chức đeo mặt nạ này trương công công nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên căng thẳng vậy phải cẩn thận một chút mới được như loan ti tổng phủ thế lực như rừng nhưng nói đến cùng vẫn thuộc về hoàng thất ngay khi năm người đang vừa chờ vừa thương thảo có người ở ngoài cửa gõ cửa là tiếng gõ cửa vô cùng đồn dập tiếng gõ cửa này có thể khiến người ta cảm thấy được sự vội vàng hấp tấp của người gõ cửa thẩm tĩnh nói mau vào đi một lực sĩ đẩy cửa tiến vào hắn gấp giọng nói đại nhân xảy ra chuyện rồi bốn khu người hai phường đều phát hiện người chết trước mắt nhân số tử vong thống kê đựng đã đạt tới 75 người bốn vị tứ chấn sứ và chu phàm đều hơi biến sắc trừ hoàng bất sắc tiếp tục tọa chấn nhi loan ti phủ ra bốn người chu phàm đều mỗi người tìm một khu chu phàm chạy tới là ba phường đông nam cao tượng thành hắn ngồi xe ngựa chuyên thuộc của nghi loan ti ven đường đội tuần tra nhao nhao nhường được chỉ một lúc hắn đang xen dẫn theo người tới thông lợi phường ở ba phường đông nam cửa nhà đã mở trong nhà là thi thể của một nam một nữ và một tiểu hài hiển nhiên là một đôi phu phụ và hai tử của bọn họ đâu của ba cỗ thi thể đều co nhỏ lại ngay cả ngũ quan trên mặt cũng vì thế mà biến thành nhăn nhúng giống như một tấm vải rách bị vò nát trên mặt vẫn lưu lại vẻ hoảng sợ chu phàm hơi khom người hắn nghiêng đầu nhìn cái đầu đã co rút lại trên đỉnh mỗi đầu đe ba lỗ máu lỗ máu thẳng hàng giống như là dùng ngón tay chọc ra vậy đại nhân trừ vết thương trên đầu ra chúng ta đã kiểm tra rồi bên ngoài thân thể bọn họ không có bất kỳ vết thương nào một ngỗ tắc ở bên cạnh vội nói mổ đầu bọn họ ra mặt là thế nào? Chu Phạm chỉ vào thi thể của ba người, trong giọng nói, ngòi tác chính là chờ mệnh lệnh này của Chu Phạm. Nếu không phải vì chờ Chu Phạm tới kiểm tra hiện trường, hắn đã sớm giải phẫu ba cỗ thi thể này rồi. Đầu bị mổ ra, bên trong rỗng tích, tuy não đều không tồn tại, thậm chí ngay cả sọ não cũng biến thành một tân mỏng manh. Bằng không đầu của bọn họ cũng sẽ không xuất hiện có rút trình độ nhất định. Cho dù là lực sĩ đã từng trải qua các loại chuyện quỷ dị, trong lòng cũng dùng mình mang thi thể về điều tra cẩn thận xem có manh mối gì không. Trúc Phàm đứng lên, đi tới một chỗ khác, sau đó phát hiện thi thể chết ở ba phường Đông Nam đều là kiểu chết tương tự, đều là chết cả nhà. Hỏi hàng xóm của người chết, đều nói không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Trúc Phàm nhất nhất xem qua. Hắn nhìn rất cẩn thận, nhưng tới cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, thủ đại quỷ dị tàn nhẫn như vậy, trên trình độ rất lớn là quái quyệt làm, chỉ là không biết có liên quan tới quái quyệt dẫn phát ác mộng không. Một đêm trôi qua, chân trời sáng lên một đường biên màu trắng chương 1574 án mạng xuất hiện hai Trúc phàm và bốn vị tư chấn sứ lại tụ trong phòng nghị sự bọn họ nhìn tư liệu người giới tổng kết ra nước trà trên bàn đã lạnh không phải người dưới quên thêm trà mà là vào lúc thế này không cho phép bất kỳ ai tiến vào quấy dây bọn họ đã ngồi trầm mặc một hồi lâu trình độ khó giải quyết của sự việc đã vượt qua trình độ tưởng tượng của bốn người số người chết trong một đêm đã được thống kê ra tổng cộng chết 157 người 157 người này có dân thường bình thường, có võ giả, có thương nhân, đều là cả nhà. Người chết ít nhất là ba phường Đông Bắc, bởi vì ba phường Đông Bắc lấy thế gia chiếm đa số, thực lực cường đại, kẻ giết người tránh thế gia, đã trên cơ bản xác nhận là quái quyệt làm, nhưng phù sư trong phủ ti tra cứu, quái quyệt phù hợp với phạm vi phát ra ác mộng lớn như bao phủ cả cao tượng thành có 17 loại, chỉ là 17 loại quái quyệt này đều không phải quái quyệt thích cắn nuốt tỉ não, cho nên hoặc là người bảy loại quái quỷ phù sư tra cứu được đều không phải là quái quỷ phát ra ác mộng đó hoặc là quái quyệt phát ra ác mộng và quái quyệt thích cắn nuốt tùy não không phải cùng loại chỉ là tiết điểm thời gian xuất hiện tiếp cận như vậy mà cao tự thành không phải là hoang dã quái quỷ khắp nơi khả năng hai loại quái quyệt này không phải cùng loại quái quyệt là không cao một đêm chết 157 người đối với nhi loan tim mà nói là một loại áp lực khôn kể dầm cửa bị đẩy ra áo công công minh ngang bước vào trương công công nhìn thấy áo công công trong lòng cảm thấy có chút chột dạ hắn di rời tầm mắt hoàng bất giác nhấc áo công công một cái vẫn hướng tâm mắt xuống hồ sơ áo công công nhìn năm người chung quanh một chút hắn thay thay nói đêm qua là có chuyện gì toàn thành vạc ác mộng còn có hơn 100 người bị hút tỷ não mà chết đã bắt được hung thủ chưa không ai trả lời áo công công áo công công tiếp tục giải uy phong nói các ngươi không nói gì vậy chính là chưa bắt được hung thủ có ai nói với ta lúc nào có thể phá án không nếu không thể phá án ta khẳng định sẽ bẩm báo thanh thượng cách trước toàn bộ đem các người áo công công thế nhân đều biết thanh thượng đã sống không để ý tới triều chính ngươi muốn tới đâu thì tới hoàng bất giác bình tĩnh nói hoàng bất giác lớn mật thanh thượng đâu phải là ngươi có thể phi nghị ngươi chờ bị chém cả nhà đi tao công công kêu gào được ta sẽ chờ hoàng bất giác lạnh lùng nói Như ngươi chỉ là đặc sư giám sát thích thì ở bên cạnh mà nghe không thích thì cút đi ta không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi Áo Công công tức đến toàn thân run rẩy, hắn vung tay áo nói: "Vậy chờ xem, trong vòng 3 ngày không thể phá án, ta sẽ cho hoàng thập di ngươi biết tay." Áo Công công nói xong lời này liền đi ra, hắn ra khỏi ti phủ lên xe ngựa, vẫn ở đó lớn tiếng mắng hoàng bất giác. Tay sai ở bên cạnh cười nịnh nói: "Đại nhân đừng nóng giận, không đáng tức giận vì loại tiểu nhân này, chờ sau khi trở về tố hắn lên trên, khiến hắn mất chức, xem hắn còn dám minh ngang không." Áo Công công tát một cái lên mặt tay sai, tên ngu xuẩn này, ta chỉ là hù dạ hoàng thập di một chút mà thôi. Loại chuyện này thượng tấu thì có lợi gì cho ta? Cha ngươi từng nói chuyện tổ nhân bất lợi kỳ chỉ có cái ngu dần mới, tam, tay sai ôm mặt cảm thấy có chút ủy khuất. Rõ ràng chính là áo công công luôn miệng nói muốn vạch tội hoàng bất giác, vì sao hắn phụ họa lại là kết quả như vậy? Làm tay sai đúng là mời. Áo công công không để ý đến tay sai bên cạnh, trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi, ác mộng tối hôm qua quá đáng sợ, nhưng ác mộng thì cũng thôi, những người chết đó là thế nào, không được nơi này không nên ở lâu ta ra bên ngoài tránh may mà ta đã không phải một thành viên của nghỉ loan ti bằng không lại phải bịt mũi ở lại trong thành tay sai không nhịn được nói đại nhân ngươi chính là đặc sứ hoàng cung đi như vậy liệu có búc áo công công lại cho tay sai một cái tác công công ta lại nói sai gì à tay sai ôm hai bên mặt khóc ngươi nói không sai sắc mặt áo công công có chút khó coi nếu ta không đến cao tự thành vậy khẳng định là không có vấn đề gì hiện tại mà đi nếu chuyển về hoàng cung để cha ngươi biết hắn nhất định sẽ bắt ta cho tiểu man của hắn an Áo công công tới rồi lại đi vẫn phán được sự trầm mặc trong phòng nghị sự đương nhiên bọn họ không phải thảo luận về áo công công chuyện áo công công không đáng để thảo luận mà là trên án kiện đêm qua thảo luận một lúc hoàng bất giác sầm mặt nói bất kể là một loại quái quyệt hay là hai loại quái quyệt gây nên chúng ta cũng đừng ở đây suy đoán phải sai người dưới mau chóng điều tra chúng không thể một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chương 1575, không tìm thấy, phải nhanh mới được. Thẩm Tĩnh có chút lo âu nói, nếu hôm nay không giải quyết được quái quyệt trốn trong chỗ tối, tối nay sợ rằng lại sẽ có người chết. Trăm vạn nhân khẩu, chỉ chết hơn 100 người, nhìn thì không nhiều lắm, cho dù mỗi ngày chết rất nhiều người, một tháng cũng chính là chết mấy ngàn người. Nhưng khủng hoảng lan ra mới là đáng sợ nhất, một thành thị không ai biết lúc nào sẽ có tử vong hàng lâm, cho dù hoang dã nguy hiểm, cũng sẽ có rất nhiều người chọn bỏ chạy dưới tuyệt vọng không thể thoát đi cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiên phức như vậy không cần nửa tháng cao tượng thành có lẽ sẽ rụp đầu mà cao tượng thành là trung tâm một huyện một khi xuất hiện vấn đề có khả năng cực lớn sẽ khuếch tán ra nam hương sinh ra phản ứng dây chuyền đạo lý này năm người đang ngươi đây đều hiểu rõ tiếp theo năm người bọn họ lại phân công hợp tác định ra bộ phận mà mình phụ trách sau khi tập nghỉ kết thúc hoàng bất giác và trương công công một đêm không ngủ đi vào nghỉ ngơi bên nghỉ loan ti cũng đang kiểm tra xem ban ngày ngủ liệu có tiến vào trong ác mộng không? Nhi loan ti xảy ra đại sự như vậy, Chu Phàm chỉ có thể ở lại ti phủ xử lý, không thể giống như trước kia lại tới thư viện học tập. Bởi vì nguyên nhân của tu sĩ diện thủ hội đó, Chu Phàm phát ra một tin tức cho Lý Trùng Nương, nói với nàng hôm nay hắn ở lại ti phủ xử lý chuyện phát sinh tối hôm qua, bảo nàng đừng lo lắng. Trên thực tế, cho dù Chu Phàm không phát tin tức cho Lý Trùng Nương, Lý Trùng Nương cũng có thể đoán được Chu Phàm hôm nay không rảnh tới thư viện. Chuyện phát sinh đêm qua giống như ôn dịch lan ra toàn thành toàn thành gặp ác mộng án mạng phát sinh ở bốn khu nhân số liên lụy quá nhiều cho dù nghi loan muốn bịt lại không cho chuyên bá cũng không thể làm được cao tượng thành từ người buôn bán nhỏ tới hào phú thế gia đều biết chuyện phát sinh đêm qua thậm chí có không ít lời đồn thêm mắm thêm muối nổi lên đến vây sau bên cao tượng huyện nha không thể không dưới sự bày mưu đặt kế của nghi loan ti dán ra bầu cáo trấn an dân chúng nhưng trong vòng một ngày nhân số ra khỏi thành đã tăng vọt sau cửa thành một mực mở ra đã xếp hàng dài những người này đều sợ rồi muốn ra bên ngoài tránh một chút. Thư viện, đại Phật tự ở bên ngoài khẳng định là sẽ không để mặc cho người ngoài ngủ lại, nhưng bên ngoài còn có 18 thôn. Người mà 18 thôn có thể dung nạp cũng không ít. Bình thường cao tượng thành khẳng định là an toàn hơn 18 thôn phụ thuộc ở ngoại ô. Nhưng hiện tại tình huống lại khác, cho nên những người này mới muốn tới 18 thôn tránh một chút. Đương nhiên đây chúng quy chỉ là số ít, thân lớn người không có chỗ để đi hoặc là không thể rời đi. Bọn họ chỉ có thể thấp thỏm ở lại ở trong thành câu nguyện nghỉ loan ti mau chóng xử lý quái quyệt trốn ở nơi nào đó trong thành chuyện phát sinh trong thành hai nơi thư viện và đại phật tự cũng dẫn tới thảo luận nhưng thư viện đại phật tự vẫn đang quan vọng không tham gia việc này tuy bọn họ có thể chỉ huy nghi loan ti nhưng trung quy là danh bất chính ngôn bất thuận nếu không nghi loan ti hướng nhờ bọn họ giúp đỡ sẽ không tùy ý nhúng tay vào sự vụ của nghi loan ti mà nghi loan ti hiển nhiên chưa có ý định nhờ thư viện đại phật tự giúp đỡ nghi loan ti quá ngốc sao không cho thưởng để người ta hỗ trợ tìm kiếm quái quyệt nếu cho thường đủ tốt vậy ta khẳng định nguyện ý hỗ trợ tìm một chút nói không chừng có thể tìm được rồi trong phòng học của lớp chữ giáp trương lý tiểu hồ mắng hùng phi tú cười khẩy nói nói đến cùng vẫn là che ít tiền trương lý ra nghèo như vậy sao trương lý tiểu hồ nghiêm mặt nói đúng là nghèo đầu ngươi thừa kế thứ nhất ta đây một tháng cũng không được lĩnh bao nhiêu tiền đỗ nay lý trùng nương dạ la thiên hương hùng phi tú hừ một tiếng không muốn để ý tới trương lý tiểu hồ nữa mà là nhìn lý trùng nương quan tâm nói đại tỷ đầu bên ngoài lời đồn bay đầy trời không ai biết quái quyệt là bộ dạng gì nếu trước khi trời tối bên nhi lan ti không thể tìm ra quái quyệt trong thành khẳng định không an toàn hay là tối nay không về nữa ta túc ở thư viện tránh qua đã trương lý tiểu hồ nói tuy thư viện an toàn nhưng hoàn cảnh nơi này quá kém không phải nơi thích hợp cho người ở không bằng các ngươi tới nhà ta ở trương lý gia tốt xấu gì cũng là đệ nhất thế gia của cao tượng huyện an toàn tuyệt đối là không có vấn đề bốn người lý trùng nương đều nhìn trương lý tiểu hồ tốt xấu gì cũng quen biết như vậy rất hiểu trương lý tiểu hồ biết về sau khẳng định còn tiếp là bạn học với nhau mỗi người thu một ngàn huyền tệ là được rồi trương lý tiểu hồ bổ sung bốn người lý trùng ngương không để ý trương lý tiểu hồ tới nữa chương 1576, có tâm tài hoa trương lý tiểu hồ cắn răng nói 500 huyền tệ không thể ít hơn phong của trương lý gia cũng không nhiều đỗ này nói trương lý huynh đừng cố nữa 50 huyền tệ cũng không ai tới đâu trương lý tiểu hồ thở dài một tiếng vậy lại mất đi một cơ hội kiếm tiền dạ lai thiên hương tò mò hỏi các ngươi nói rốt cuộc là quái quyệt nào làng không chỉ phù sư của nghi loan ti đang tra cứu tư liệu giáo tập bên thư viện cũng trốn trong tàng thư các tìm kiếm điển tịch nhưng trước mắt vẫn không thể tìm được quái quyệt phát ra ác mộng và hút tỷ não người đối ứng liệu có phải từ lúc ban đầu đã sai rồi không kỳ thật đây căn bản là hai loại quái quyệt khác nhau đỗ nê thở dài có phải hai loại quái quyệt khác nhau hay không kỳ thật không phải chuyện quan trọng vấn đề là ở chỗ chúng đang trốn ở đâu Vấn đề này khiến bốn người ở trong phòng học đều hơi châm mặc. Hiện tại đã là giữa trưa. Đêm qua bóng đêm ba phủ, khó có thể tìm kiếm. Nhưng hiện tại đã trôi qua nửa ngày, Đinh Nhi Lon vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Tuy cao tượng thành lớn, nhưng một mực ở trong lòng bàn tay quan gia, thời gian nửa ngày, sợ rằng đã có thể lục soát tất cả nơi có thể tìm kiếm một lần. Vẫn không tìm được, Nhi chắc hy vọng có thể tìm được rất xa vời. May ngày của Lý Trùng Nương như lại, nàng đang nghĩ Chu Phàm hiện tại đang làm gì? Vì sao không tìm thấy? hoàng bất giác ra mặt nhìn các thuộc hạ chất vấn bởi vì lo lắng việc này hoàng bất giác và trương công công đều chỉ ngủ hai canh giờ là dậy bầu không khí trong nghị sự đều rất nặng nề chứ bốn vị tứ chân sứ hoàng bất giác và chu phàm gia còn có ba vị lực sĩ hai vị phù sư một vị trám quyệt viên sáu người bọn họ đều là võ giả cấp bậc kim ấn hoặc ngân ấn của nghi lan ti phủ cũng là người chủ trì phụ trách tìm kiếm lần này sáu người ngơ ngác nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào vì sao không tìm thấy hoàng bất giác lại hỏi trong thanh âm ẩn chứa nộ ý một kim ấn lực sĩ kiên chỉ nói hoàng đại nhân chúng ta đã tìm cả cao tượng thành một lượt nhưng quả thật không tìm thấy chúng không chỉ là bộ khoái của huyện nha các võ giả của nghi lan ti và đội tuần tra ở ngoài thành cũng bị điều một nửa vào thành bọn họ giết không ít quái quyệt giỏi ẩn nấp trong đám người không có một con nào là quái quyệt làm ra động tĩnh đêm qua thậm chí bọn họ dựa theo người mấy loại quái quyệt am hiểu phát ra ác mộng đã tìm đọc được lúc trước căn cứ vào đặc trưng của chúng để suy đoán nơi chúng có khả năng lẩn trốn nhưng đều không tìm được chúng. Các ngươi không tìm thấy thì ta biết rồi, nhưng ta hỏi là vì sao? Sắc mặt hoàng bất giác nghiêm túc, các ngươi không nghĩ một chút đi, chúng rốt cuộc có thể trốn ở đâu? Một phù sư trong sáu người cười khổ nói, đại nhân, cái này chúng ta đều nghĩ tới rồi, trước mắt có mấy suy đoán, nhưng đều chỉ là suy đoán mà thôi. Những suy đoán này đã sớm nói với ba chủ quan chu phàm Thẩm tĩnh, văn đề, hoàng bất giác và trương công công ngược lại là chưa được nghe. Trương công công nói, nói nghe chút đi, tên phù sư đó vội nói một là chúng am hiểu ẩn hình hai là chúng ký sinh ở trên người con người ba là chúng đêm qua đã sớm trốn ra khỏi cao tượng thành bốn là chúng biết độ địa đây là bốn loại tình huống có khả năng nhất nhưng nếu thuộc về bốn loại tình huống này muốn tìm ra những quái quyệt đó vậy rất khó hoàng bất giác trầm giọng nói đã có suy đoán như vậy thứ dựa theo những suy đoán này mà tìm chúng am hiểu ẩn hình chúng ta cũng có thể dùng một số phù khi cúc khiến quái quyệt ẩn hình hiện thân nếu ký sinh ở trên người con người vậy kiểm tra từng người trong thành nhất là người từ ngoài đến nếu chúng buổi tối trốn ra khỏi cao tượng thành chúng có thể trốn được bao xa phai trám quyệt viên hoặc là võ giả khác tìm kiếm dã ngoại nếu độ địa vậy do xét lòng đất khi cần thiết thì đào sâu ba thước đất cũng phải lôi chúng ra sáu người ngơ ngác nhìn nhau nhất thời không biết nào lên tiếng thế nào bởi vì trung phạm vi và độ khó kiểm tra đều gia tăng rất lớn hơn nữa chưa chắc đã hữu dụng trương công công chết mắng còn không đi làm đi sáu người vội vàng vâng ra lui ra ngoài chuyện sáu người nghĩ đến bốn vị tư chấn sứ và phủ sứ đương nhiên cũng hiểu nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy bần đại phật tự thư viện đã có tin tức gì chưa hoàng bắt sắc lại hỏi thư viện đại phật tự hiện tại không trực tiếp nhúng tay là vì trực tiếp nhúng tay cũng vô dụng nếu tìm được quái quyệt bê nhi Loan ti không ứng phó được thư viện đại phật tự tất nhiên sẽ ra tay chương một nghìn năm trăm bảy mươi bảy có tâm tài hoa hai có điều cũng không có nghĩa là thư viện đại phật tự không làm gì sau khi xác nhận khó có thể tìm ra đám quái quyệt đó bên nhi loan ti kỳ thật đã nhiều thư viện đại phật tự giúp đỡ hy vọng thư viện đại phật tự cung cấp một biện pháp hữu hiệu để tìm ra quái quyệt Vấn đề thờ dài nói bọn họ tạm thời cũng không có cách nào quái quyệt giỏi ẩn nấp lẻn vào trong thành có đôi khi muốn tìm ra nó thật sự rất khó thư viện đại phật tự cũng không lấy ra được biện pháp trầm mặc một lúc trúc phàm nói vậy việc chúng ta phải làm là chuẩn bị cho trước khi trời tối không thể tìm được những quái quyệt đó nếu không tìm thấy bọn họ không thể không thừa nhận sự thực này sau đó ứng đối với hoàn cảnh gian nan sau khi vào đêm cũng không thể chờ sau khi vào đêm rồi mới vội vàng ứng đối nên như vậy thẩm tĩnh gật đầu nói năm người lại thương lượng một lúc mới mang theo nhiệm vụ của mình tản đi sau khi chu phàm rời khỏi nhị sự đường hắn đi đến căn phòng xử lý sự vụ của mình chỉ là vừa đi được một nửa thì bị một lực sĩ ngăn cản lực sĩ này mở miệng thấp giọng nói đại nhân, có một chuyện ta không biết hiện tại có nên nói hay không. Chu Phàm nhận được lực sĩ này, lực sĩ này là một thực hạ theo hắn xử lý án mạng 32 người. Hai mắt Chu Phàm nghiêm lại nói, có phải có manh mối về án kiện không? Lực sĩ gật đầu, hắn nói không biết hiện tại có nên nói hay không. Là vì hiện tại toàn bộ ti phủ đều đang vận chuyển xoay quanh ác mộng và án mạng đêm qua, so sánh với chuyện đêm qua. Vụ án 32 mạng người này đều bị gạt sang bên, những người điều tra án kiện 32 võ giả như bọn họ đều bị điều động gia nhập tìm kiếm quái quyệt. Đi theo ta. Chu Phàm không chút do dự nói. Rất nhanh Chu Phàm dẫn theo lực sĩ này tiến vào trong phòng hắn. Hắn bảo tiểu lại canh giữ ở ngoài cửa, mới quan sát thuộc hạ này một chút, nói. Chuyện đêm qua quan trọng, nhưng án mạng 32 người cũng không phải là dâu ria. Ta vẫn có thời gian nghe người nói. Nếu manh mối không rõ ràng, Chu Phàm có thể tạm thời bỏ qua, chờ xử lý xong chuyện trước mắt rồi lại tiếp tục tra, nhưng nếu manh mối rõ ràng tên lực sĩ đó gật đầu nói đại nhân lúc trước một mực bảo chúng ta tra tìm đan dược có khả năng tồn tại có trong án kiện hôm nay kiểm tra toàn thành dưới tình huống bất ngờ chúng ta gặp một võ giả bộ dạng khả nghi thế là chúng ta quát võ giả đó lại muốn thẩm vấn kỳ càng một phen ai ngờ võ giả đó không chút do so dự bỏ chạy lực sĩ nói nhưng phố lớn ngõ nhỏ đều là người của chúng ta hắn có thể trốn đi đâu không tới một lúc đã bị bắt bởi vì chúng ta muốn tìm là quái quyệt chứ mà không phải ngươi, cho nên sau khi bắt được hắn, chúng ta hỏi vài câu, không hỏi ra gì, nhưng vẫn mang hắn về ngục giam của ti phủ nuốt lại, muốn làm xong chuyện hiện tại rồi lại xử lý hắn. Trúc Phàm thầm nghĩ nếu đổi lại là hắn cũng sẽ xử lý như vậy, hắn nhớ mày nói. Các ngươi là phát hiện hắn có vấn đề thế nào, khi chúng ta buổi trưa về ti phủ, mục tốt trong phủ tỉ nói người có phát bệnh, chúng ta tới xem. Liên giật này mình, sắc mặt người đó giữ tợn, mắt hắn là một mảng đỏ rực, hò hét những lời không rõ. Lực sĩ nhớ tới việc này, trên mặt vẫn mang theo một tia sợ hãi đại nhân chúng ta còn chú ý thấy sắc mặt của hắn rất trắng không có một chút màu máu bởi vì không biết vì sao hắn lại nổi điên chúng ta cũng không dám tới vần chỉ bảo ngục tốt đổ mấy thùng nước đá nếu vẫn vô hiệu vậy chúng ta chỉ có thể mời phù sư trong phủ tới xem có điều mấy thùng nước đá rụi xuống quả nhiên hữu hiệu người đó đang toàn thân run rẩy cũng tỉnh táo lại không ít hắn tóm lấy môn đặc chế không ngừng hết nói hắn có bệnh cấp tính bảo chúng ta đưa thuốc trong bình sứ màu lam ở phù đại của hắn cho hắn phù đại của hắn đã sớm bị tịch thu chúng ta đi tìm phù đại của hắn từ trong phù đại tìm được đan dược màu lam đó nén cho hắn hắn từ trong bình lấy ra một viên đan dược mút xuống sau đó không để ý tới chúng ta nữa mà là nhắm mắt khoanh chân vận công vốn nếu là như vậy chúng ta khẳng định không thể phát hiện sự dị thường của hắn nhưng khi hắn vận công chúng ta phát hiện trên mặt hắn hiện ra nụ cười quỷ dị nghe đến đây hai hàng lông mày chu phàm nhướng lên nhưng không nói gì mà là tiếp tục ngay. Nụ cười và đan dược này khiến mấy người chúng ta nhớ tới nụ cười hiện lên trên mắt thi thể của án mạng 32 người. Cho nên chúng ta thương lượng một chút, để ta tới tìm đại nhân, lược sĩ cuối cùng nói. Đại nhân, chúng ta chưa thẩm vấn người đó, chúc phàm thật phào, đúng là có lòng trong hoa hoa không nở. Vô tâm cắm liễu liễu lại sung sươi, chương 1578, phong ngưu chứng. Một giam của cao tượng Nilon Ti Phủ bình thường giam giữ võ giả hoặc quái quyệt bị bắt mà tạm thời không giết, bởi vì là xây dựng lao mục dưới lòng đất lộ ra có chút âm trầm trên vách tường hai bên cắm đuốc ánh lửa lay động cũng không thể xua đi được cảm giác âm trầm này kiểm tra toàn thành một vòng xong không tìm được quái quyệt muốn tìm nhưng bắt được không ít võ giả thân phận khả nghi những võ giả này đều không nói rõ lai lịch của mình hoặc là thân phận chứng minh có vấn đề toàn bộ bị nhốt vào trong ngục giam của cao tượng nghi loan ti phủ trong nhà giam đều là từng võ giả có một số hò hét âm có một số thì ngươi im lặng nhắm mắt không để ý tới ai có một số thì ơ lạnh nhạt có một số thì nói chuyện phiếm với nhau khi chú phàm dẫn theo lực sĩ đi qua có võ giả hô to oan ủ cũng có võ giả lớn tiếng nhục mạ Chú phàm trực tiếp không đến rỉa tới những người này hiện tại nhi loan ti phủ chưa rảnh để xử lý những võ giả này Chú phàm cũng dành thời gian tới ngục giam một chuyến xử lý xong chuyện nơi này hắn còn phải mau chóng trở về chuẩn bị cho vào đêm võ giả lực sĩ đó nói sớm đã bị giam giữ ở khu cách ly khu cách ly bình thường là giam giữ quái quyệt hoặc là võ giả cần tra hỏi Hai lực sĩ cùng phát hiện sự dị thường của võ giả đó đã sớm chờ ở ngoài cửa khu cách ly. Đại nhân, hai lực sĩ vội vàng hành lễ với Trúc Phàm, người đó không có gì dị thường chứ? Trúc Phàm hỏi, sau khi hắn ăn đan dược đã khôi phục như thường, chỉ là đang rất lo âu đi tới đi lui. Thỉnh thoảng hỏi có người không? Có điều chúng ta không để ý đến hắn, một trong hai lực sĩ đó trả lời, trước khi bắt đầu thẩm vấn, để phàm nhân lo âu sợ hãi là một thủ đoạn rất hữu dụng. Tốt lắm, mở cửa ra. Trúc Phàm khẽ lật đầu, Hai lực sĩ đó xoay người bắc phù trong chỗ tối, cửa lặng lẽ tự động mở ra, Chu Phàm dẫn theo ba lực sĩ đó đi vào, khu cách ly chỉ có ba nhà tù, hai to một nhỏ, hai phòng đại lao là cân nhắc tới thể tích của quái quyệt mà thiết kế, còn phòng tiểu lao thì chủ yếu là để giam giữ võ giả nhân loại. Trên vách tường còn treo rất nhiều hình cụ, hiện tại chỉ có bên ngoài phòng tiểu lao là đốt một ngọn đèn, bọn Chu Phàm có thể thấy võ giả nó, nhưng võ giả này lại không thể thấy bọn Chu Phàm. Bốn người Chu Phàm cố ý khống chế tiếng bước chân võ giả đó cũng không phát hiện ra bọn chu phàm tiến vào chu phàm dừng lại hai mắt híp lại hắn mở ra nhãn thức võ giả vốn bởi vì ánh đèn tăm tối mà gương mặt có thút mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng võ giả này nhìn thì đã không trẻ tuổi tóc muối tiêu trên mặt vàng khay có nếp nhăn tuổi già rõ ràng mắt của hắn thỉnh thoảng lộ ra cảm xúc sợ hãi hoảng loạn hắn dường như đang sợ gì đó khi chu phàm quan sát đến đây chân dừng lại mới tiếp tục tiến về phía trước cũng cố ý phát ra thanh âm ai tên võ giả đó nghe thấy tiếng bước chân lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác hô lên ngươi cho rằng ta là ai chu phàm hỏi lại thắp lửa lên Bang gã lực sĩ vội vàng đi tới thắp đèn trên vách tường kỳ thật bọn họ cũng có thể sử dụng dạ quang phù nhưng nếu ánh đèn quá sáng không thể sinh ra loại khí thế thẩm vấn áp bức cho nên khu cách ly mới chọn dùng loại phương pháp nguyên thủy này võ giả đó thấy rõ bộ dạng của chu phàm hắn kinh ngạc vì chu phàm quá trẻ tuổi vội vàng nói vị này khẳng định là đại nhân của nghi loan ti đại nhân ta không phạm pháp, thân phận cũng có thể cho rõ. Xin đại nhân thả ta ra, Chu Phàm ở đây, ba vị lực sĩ đều không dám tùy ý lên tiếng, Chu Phàm cười nói. Ngươi yên tâm, chức trách chủ yếu của Nghi Lon Ti chúng ta là đối phó quái quyệt, chỉ cần thân phận của ngươi không có vấn đề, chúng ta lập tức sẽ thả người, có điều ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta, võ giả liên tục gật đầu, đại nhân cứ hỏi, ta khẳng định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, ngươi tên là gì? Chu Phàm hỏi, đại nhân, ta tên là đàm nguyên là người của cao tượng huyện điền bi hương trước khi tới ta nghe thực hạ nói ngươi đột nhiên phát bệnh phải không Chu phàm mở miệng hỏi mắt đàm nguyên thất lại hắn cười vượng nói đúng vậy bệnh cũ cũng là nhiều có mấy vị huynh đệ của ti phủ hỗ trợ bằng không ta có thể đã chết rồi đây là bệnh gì chu phàm bình tĩnh hỏi đây là đây là đàm nguyên biến thành ấp úng một loại bệnh khá là hiếm thấy chưa chắc đại nhân đã nghe qua đại nhân hỏi cái này làm gì đại nhân hỏi gì thì ngươi đáp nấy một lực sĩ bên cạnh lớn tiếng quát thái độ tốt một chút Chu Phạm thản nhiên nói vâng lực sĩ đó vội vàng nói không mở miệng nữa chương 1579, phong ngư chứng 2, cũng không có gì chỉ là do tò mò muốn hỏi một chút chu Phạm lại cười ha ha nói với đàm nguyên đàm nguyên cười khổ nói kỳ thật ta cũng không biết bệnh này tên là gì chỉ là thỉnh thoảng nghe người ta nói đây là phong biêu chứng cũng không biết có phải chính là cái tên này không. Người này nói rất hàm hồ, như vậy cho dù bên Nhi Loan Ti sai người điều tra. Dù không tra được cái họ là phong mưu chứng hoặc là tra được người này nói không đúng, hắn cũng có thể thoái thác nói không biết. Trong lòng Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn lại mặt mày tươi cười nói: "Thì ra là phong mưu chứng, đa dược ngươi ăn để chứa phong miêu chứng gọi là gì?" Trên mặt Đàm Nguyên lộ ra vẻ cảnh giác, "Đại nhân, đa dược là ta tình cờ được một dược sư cho, hắn nói khi bệnh của ta phát tác, có thể làm giảm thống khổ của ta, hắn nói đan dược này tên là hỗn khí đan thì ra là hỗn khí đan chu phàm khẽ gật đầu dược sư đó tên là gì sống ở đâu ta chỉ biết hắn họ lữ là người của cự hùng huyện nhưng ở đâu thì ta cũng không biết chán đàm nguyên đã toát mồ hôi sắc mặt chu phàm lạnh lùng nói ngươi không biết hắn ở đâu ngươi ăn hết đan dược rồi thì sao đàm nguyên vừa rồi nói chỉ có thể làm dấu thống khổ chứng tỏ thuốc này không thể chữa được khỏi bệnh của hắn đại nhân hiểu lầm rồi ta thật sự không biết dược sư đó ở đâu hắn ước định với ta hàng năm vào thời gian cố định sẽ xuất hiện ở trong một tử lâu của cự hùng huyện ta có thể tới đó tìm hắn mua đan dược của hắn đàm nguyên vội vàng giải thích chu phàm lạnh lùng nói ngươi có từng nghĩ tới không vạn nhất hắn không xuất hiện thì ngươi sẽ thế nào đàm nguyên lau mồ hôi trên trán nói đa tạ đại nhân đã nhắc nhở là ta sơ sót Trương ý tới vấn đề này lần sau gặp dược sư đó khẳng định sẽ bắt hắn nói cho ta biết hắn đang sống ở đâu Trúc Phạm cười khẽ một tiếng, hắn xoay người nhìn ba vã thuộc hạ hỏi: Các ngươi cảm thấy hắn nói thế nào? Đại nhân, người này chỉ hồ ngôn loạn ngữ, không nghiêm hình tra tấn. Hắn là sẽ không khai. Một lực sĩ hung hăng nhìn Đàm Nguyên trong lao, toàn thân Đàm Nguyên run lên. Hắn đã nghe nói tới chỗ đáng sợ của hình cụ Đại Lao nghi loan ti. Hắn run rẩy vội la lên: Đại nhân, ta không nói dối, những gì ta nói đều là thực sự. Chu Phạm cũng lắc đầu nói: Đừng nghiêm hình tra tấn, làm như vậy quá tàn nhẫn. Đàm Nguyên thở phào chờ khi phong ngư chứng của hắn phát bệnh đừng cho hắn đan dược chu phàng bổ sung sắc mặt đàm nguyên tráng bệch lúc trước hắn phát bệnh đan dược đã đưa cho hắn rồi như về sau khi hắn vận công luyện hóa đan dược các lực sĩ trong phủ tỷ lại thu bình xưa đó nếu không có thuốc lạc phải loại thống khổ đó thì chẳng thà chết đi còn hơn đại nhân ta thật sự không biết xin ngươi tha cho ta đàm nguyên lập tức quỳ xuống trước chu phàm không ngừng dập đầu khóc giống nói chu phàm chỉ hờ hững nhìn rồi hạ lệnh lúc nào hắn nguyện ý nói thì cho hắn dược Lát nữa đi vào chói hắn lại, đừng để hắn tự sát khi phát bệnh, Đám Nguyên Du rẩy không thôi, đây là muốn hắn sống không được, chết không xong. Hiện tại hắn không bệnh phát, sẽ không muốn tự sát. Nhưng một khi bệnh phát nếu không có thuốc, hắn có thể thật sự sẽ lựa chọn tự kết liễu bản thân. Người này rất độc, ba thuộc hạ của hắn cùng lắm thì chính là muốn nghiêm hình thẩm vấn mình, mình còn có thể chịu được, nhưng cách làm của vị đại nhân Nhi Loan Ti này còn âm độc hơn thuộc hạ của hắn cả chục lần, không biết bệnh của ngươi lúc nào thì phát tác. Chu Phàm lại bình tĩnh hỏi, Đàm Nguyên trầm mặc không trả lời, trong lòng hắn đang nghĩ vì sao Chu Phàm lại hỏi như vậy, là muốn tới đây nhìn bộ dạng thống khổ của hắn khi phát bệnh sao? Có điều ta hy vọng là trong vòng 3 ngày này đừng phát bệnh, tuy rằng ngươi cũng nghe được một số chuyện phát sinh đêm qua, ta gần đây phải xử lý chuyện đó, không thể rảnh để tới thăm ngươi. Chu Phàm nói khẽ, "3 ngày?" Mắt Đàm Nguyên bỗng trợn to. Hắn một ngày không ăn thuốc đó sẽ phát bệnh, hắn quả thực không thể tin được 3 ngày sao? Hắn sẽ bị tra tấn thành bộ dạng gì? không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép thả hắn, bất kể hắn kêu rên thống khổ thế nào, cũng không được cho hắn đan dược. Chu Phàm nói đến đây, tạm dừng một chút, thôi, bình đan dược đó hay là để ở chỗ ta thì an toàn hơn. Nghe thấy Chu Phàm muốn lấy đan dược đi, Đàm Nguyên triệt để sụp đổ rồi, hắn kêu gì nói. Đại nhân, đại nhân, là ta sai rồi, ngươi đừng lấy thuốc đi. Bằng không ta sẽ chết đó. Ta không nên hồ ngôn loạn ngữ với ngươi, là ta sai. Chu Phàm lạnh lùng nói. Ngươi nói thật cho ta, Bệnh này của ngươi là thế nào, thuốc đó là sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết gì sao? Chương 1580, tham van. Đàm Nguyên ngẩn ra, muốn mở miệng lại vẫn không mở miệng, Chu Phàm không để ý đến hắn, mà là xoay người đi ra ngoài. Đại nhân, đại nhân, ngươi đừng đi. Ta thật sự không thể nói, Đàm Nguyên khẩn trương kêu, ta bị bức lập quỷ thệ, không đợi ta nói chuyện đó ra, ta đã bị thể quỷ giết chết. Chu Phàm dừng chân, hắn lại lùng nhìn Đàm Nguyên nói sao ta biết ngươi có đang lụt ta hay không? Nếu đại nhân không tin, ta có thể lập quỷ thệ, bảo đảm những gì ta nói với đại nhân tuyệt không có chút hư môn. Đàm Nguyên cắn răng nói, hắn biết cơ hội chỉ có một lần, cho hắn một đạo quỷ thệ phù. Trúc Phàm hạ lệnh, lục sĩ ở bên cạnh đưa một đạo quỷ thệ phù cho Đàm Nguyên. Đàm Nguyên cầm đạo quỷ thệ phù này không chút do dự lập quỷ thệ. Thấy Đàm Nguyên lập quỷ thệ, Trúc Phàm mới hỏi, vừa rồi ngươi nói chuyện bệnh của ngươi và đan dược đều bị bức lập quỷ thệ, đúng không? Vâng. Đàm Nguyên gật đầu, hắn biết chu phàm đang xác nhận lời hắn nói là thật hay giả vậy ta hỏi ngươi đáp nếu dinh dáng đến quỷ thệ ngươi lập ngươi có thể không trả lời chu phàm nghĩ một chút nói là tất cả võ giả có thể đạt được đan dược đều lập quỷ thệ à cái này thì không rõ nhưng mấy người ta quen có đan dược đều lập quỷ thệ đàm nguyên trả lời sắc mặt hắn nghiêm lại người phía sau án này rất cẩn thận từ trong trả lời của đàm nguyên có thể biết được sợ rằng tất cả võ giả có đan dược đều bị yêu cầu lập quỷ thệ chẳng trách tra xét lâu như vậy cũng không thể từ miệng võ giả trong thành có được bất kỳ tin tức gì liên quan tới đan dược. Đều lập quỷ thệ, đương nhiên sẽ nhắc tới việc này với bất kỳ ai. Quỷ thệ không thể tùy tiện lập, các ngươi nguyện ý lập quỷ thệ là vì đan dược này có chỗ hữu dụng lớn đối với các ngươi, lớn đến mức các ngươi tự nguyện lập quỷ thệ đúng không? Chu Phàm lại hỏi. Chu Phàm biết, quỷ thệ mà Nguyên Lập khẳng định là những chuyện dính dáng đến tên cùng công dụng của đan dược và tên của người liên quan đều không thể nói. Nên những cái này hắn không hỏi, mà là tận lực thử vòng qua phạm vi của quỷ thệ, đàm nguyên đầu đầy mồ hôi hắn đang cấp tốc suy nghĩ câu hỏi của chú phàm có chạm đến nội dung quỷ thể không mỗi một câu hỏi hắn đều có chạy sinh từ sinh tử suy nghĩ một hồi lâu hắn mới vật đầu nói ngươi nói không sai đan dược này hiển nhiên tồn tại chỗ thiếu hụt vậy chỗ thiếu hụt này khi các ngươi phục dụng đan dược có biết không chu phàm nghĩ một chút lại nói chúng ta biết đàm nguyên lại nói phục dụng đan dược có thể sẽ chết sao chu phàm hỏi rao cái này không thể nói đàm nguyên lắc đầu nói cái này đã chạm đến phạm vi của quỷ thệ Chú phàm lại thử hỏi mấy vấn đề nhưng đàm nguyên đều lắc đầu bảo không thể nói xem ra quỷ thai này rất nghiêm cẩn trong lòng chu phàm thâm cảm thấy tức muối nhưng hắn không thể hỏi giới hạn nội dung lộc quỷ thệ bởi vì đây cũng là trái với quỷ thệ nếu không hắn đã không cần phải thăm dò phiền phức như vậy ngươi đã nghe nói tới án mạng chết 32 võ giả tại một trang viên trong thành chưa Chú phàm lại đổi một loại cách hỏi khác vấn đề này không dính dáng tới bệnh đó và quỷ thệ đàm nguyên gật đầu nói điệp này phàm là võ giả đều biết, ta đương nhiên cũng biết. Chu Phàm nói cho Đàm Nguyên một số nội tình án kiện, đặc biệt là nụ cười lộ ra trên mặt khi những thi thể đó tử vong. trong mắt Đàm Nguyên lộ ra cả kinh, sao có thể như vậy được? sao lại không thể? Chu Phàm hỏi. cái này ta không thể nói. Đàm Nguyên nghĩ một chút vẫn lắc đầu. Chu Phàm hiểu rồi, không thể nói là vì dính dáng tới quỷ thệ mà Đàm Nguyên đã lập. điều này khiến hắn hiểu được, đan dược mà Đàm Nguyên phục dụng quả nhiên có liên quan tới án kiện nó. Ngươi cho rằng án này có liên quan tới bệnh và đan dược của ngươi không? Chu Phạm xác nhận lại, Chu Phạm cho rằng câu hỏi này của hắn không chạm đến Quỷ thị Đàng Nguyên đã lập. Đàng Nguyên nghiêm túc suy si tư một lúc nói, "Ta cho rằng nó có thể có liên quan, nhưng ta không dám khẳng định." Chu Phạm hỏi. "Vì sao không dám khẳng định?" Đàng Nguyên tổ chức lại ngôn ngữ một chút, hắn rụt rè nói, "Bởi vì ta không sao." Ý tứ của đàm Nguyên chắc là hắn phục dụng đan dược mà không sao, đây quả thật là chỗ kỳ quái, nếu cùng là một loại đan dược vì sao đàm nguyên không sao những người đó ngược lại đều chết ngươi cảm thấy có thể là người mà ngươi quen biết hoặc từng gặp làm không chu phàm lại hỏi cái này thì không biết đàm nguyên lắc đầu chu phàm không ngừng thăm dò xoay quen vụ án này nhưng đàm nguyên rất nhiều lúc bởi vì nguyên nhân của quỷ thệ có quá nhiều điều không thể nói với chu phàm hỏi tới hỏi lui biết được không ít nhưng có nhiều giá trị thì lại quá ít